Rồi, và kính chào tất cả các em sinh viên đang học vào module tim mạch. Như các em đã biết, cái phương pháp học module là một phương pháp rất là mới, rất rất mới, và hiện tại đã được áp dụng ở rất nhiều các trường đại học ở trên thế giới, đặc biệt là vấn đề mà giảng dạy trong y khoa. Tại sao như vậy? Thì chúng tôi sẽ nói với các em một vài điều trước khi chúng ta đi vào cái bài chính của chúng ta. Và theo như là giảng dạy thông thường thì tức là người ta sẽ đi theo niên chế, cứ năm học này năm học tới. Và các nước thì các cái trường y thì nó kéo dài thay đổi từ 4 năm cho tới 7-8 năm. Và phần lớn các cái chương trình đó thì họ đều thiết kế rất là kinh điển, và một trong chương trình kinh điển có thể là hàng trăm năm rồi, là người ta học theo niên chế. Và như vậy tất cả những vấn đề cũng như các môn học cũng được thiết kế từ thấp đến cao, từ phần cơ bản đến phần các cái cao nâng cao và đi sâu vô chuyên ngành. Thì riêng đối với lại các cái bệnh lý như là bệnh lý thì chúng ta cũng thấy đối với lại bệnh lý của các cơ quan cũng đều chung có một cái chương trình rất là chung, là sinh viên y khoa phải học những điều cơ bản, được gọi là các basic medical science, khoa học y khoa cơ bản. Tức là người ta sẽ cho các anh chị biết là giải phẫu là cái gì, tại sao giải phẫu như vậy, chúng ta phải học rất là thuộc. Rồi sau đó sinh lý của các cái bộ phận đó nó làm cái gì, trên cơ sở đó sinh lý giải phẫu, rồi sau đó các cái thay đổi về mặt sinh hóa, tức là những cái chuyển hóa ở tại các bộ phận đó nó là cái gì. Và cuối cùng thì người ta sẽ đi sâu hơn nữa, ngoài những vấn đề đại thể, tức là nhìn, ví dụ nhìn cái gan hay đó như vậy, cấu tạo như vậy, hình thể như vậy, vân vân, thủy này thủy kia, thì cái chức năng của cái gan đó về mặt tổ chức, về mặt tế bào học cũng như là tổ chức học á, và cuối cùng thì người ta đi vô trong vi thể. Nếu mà người ta cắt cái gan ra thì là đưa vô chứng cái hiển vi ở mức độ tế bào, thì cái cấu tạo vi thể của cái gan đó là cái gì, những cái phần giữa các cái tế bào được xếp như thế nào nào, vân vân, tất cả cái đó nó gọi là vi thể. Như vậy tất cả các kiến thức đó sẽ được cung cấp cho sinh viên của y khoa từ vấn đề rất là nhìn rất là rộng, nhìn bên ngoài, cũng giống như khi chúng ta các em sau này xem tham gia mổ xác hoặc là những người thường hoặc những phẫu thuật mở ra dốc vụ, đi tới chỗ vi thể, tức là cấu tạo vi thể của nó, chức năng của nó và các cái thay đổi về chuyển hóa ở trong đó, sinh hóa nó chuyển cái gì ở trong đó, các cái phản ứng hóa học sinh học nó xảy ra như thế nào để nó đảm bảo được đầy đủ chức năng của các cơ quan. Đó, thế thì đấy là của một cái chuyện của một cái bộ phận. Trong cái bộ phận đó người ta lại xếp dài theo năm tháng, là những năm đầu thì học những chuyện đó. Sau đó thì những năm sau người ta bắt đầu nói, như vậy với các cái chức năng, với các cấu tạo như vậy, với các cái tính năng và chuyển hóa như vậy, thì cái biểu hiện ở cái người con người bình thường là như thế nào? Thì đấy là cả một quá trình chuyển tiếp. Trước khi nó biết được bệnh lý thì người ta phải biết được bình thường. Bình thường nghĩa là chúng ta phải học được những cái mô tả, những cái chức năng, những cái đặc tính, những cái hiện tượng. Và nếu mà một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường đối với cơ quan đó, đối với cái chuyện đó, thì là nó hoàn toàn nó giải quyết được mục đích gì. Chúng ta sẽ học cái quan sát cái cơ xương khớp, chúng ta sẽ học cái quan sát những cái nhịp đập, vân vân. Tất cả những chuyện đó, thì tất cả những chuyện đó chúng ta có thể học, và giai đoạn đó ta gọi là giai đoạn về triệu chứng học semiology. Triệu chứng học có nghĩa là với cấu tạo bình thường cơ thể như vậy thì khi chúng ta khám ở trên người chúng ta sẽ thấy được những hiện tượng gì, cái khớp xương được khám như thế nào, gập tới gập lui và vân vân, tất cả chuyện đó, những khối cơ như cơ đùi bám ở đâu, đi tới đâu, và nó làm chuyện gì, nhiệm vụ nó là co, cái kia là giãn. Đối với lại phổi thì là hai cái phổi đó như thế nào, nằm ở đâu. Và khi chúng ta khám đối với cái phổi bình thường, khi chúng ta thấy người bệnh thở thì nó giãn ra thở vô, và khi chúng ta đặt cái ống nghe vô chúng ta thấy nghe thấy những rì rào phế nang như thế nào, thì hít vô thì thở ra, vân vân. Đấy là những cái triệu chứng học. Những cái triệu chứng học này, tim cũng vậy, tiếng tim đập bao nhiêu lần một phút là bình thường, khi nó nhanh lên thì đập như thế nào, khi nó chậm xuống thì đập như thế nào. Và tiếng tim nếu chúng ta nghe bằng cái stethoscope, tức là bằng ống nghe, thì nó sẽ có những tiếng gì,
tiếng đó là thể hiện cái hiện tượng gì và tất cả các đặc tính của một cái tiếng tim bình thường như thế nào chúng ta biết. Mạch cũng vậy, mạch thế nào, bắt được ở đâu, chỗ nào là mạch bắt được, chỗ nào là mạch rất dễ bắt trên cái nền của nó. Động mạch cảnh, động mạch quay, động mạch bè, động mạch đùi, động mạch ở mu chân, động mạch khoeo, vân vân. Chỗ nào đó là chúng ta phải học, bởi vì cái đặc điểm của giải phẫu, nó giải quyết cái chức năng của mạch máu và cái đường đi của nó cũng rất là kỳ diệu. Tại sao lúc nó lại ở mặt ở trong, tại sao lúc nó lại ra mặt ngoài, vân vân. Tất cả đều có sự hiểu biết rất là rõ ràng và đặc biệt đều có những cái lời giải hết. Cái lời giải đó nó nói rằng là với cấu tạo đó và với đảm bảo chức năng đó thì những chức năng đó, những cái biểu hiện khi chúng ta khám một người bệnh, khi chúng ta quan sát một người hoàn toàn bình thường, chúng ta có thể tìm thấy những dấu hiệu, chúng ta được gọi là triệu chứng học. Và triệu chứng học đó là triệu chứng học ở những người bình thường. Tại sao chúng ta cần phải học cái triệu chứng học người bình thường? Là vì muốn biết được nó có thay đổi, mặc dù cái sự thay đổi đó có thể nó rất là rõ. Ví dụ cái xương mà gãy, cái đùi mà gãy ra chẳng hạn, hoặc là cái khớp cứng ngắc, sưng vù lên, hoặc là cái phổi nó bị giãn ra, hoặc nó bị xẹp xuống, vân vân. Tất cả những cái có thể là rất là rõ rệt, nhưng mà đôi khi chúng ta phải học cả sự thay đổi hết sức nhỏ nhoi. Như vậy muốn những cái thử thay đổi rất tế nhị và rất nhỏ đó, so với là người bình thường thì sinh viên hoặc là cái người học về y khoa là phải có cái nhận định rất tốt về như vậy bình thường những người đó như thế nào. 100 người không có người nào giống nhau hết, tất cả về hình thái, về biểu hiện bên ngoài, mỗi người một khác, người thấp, người cao, người mập, người ốm, người thì có những cái thói quen hoặc có những cái này nói khác. Thì tất cả những cái đó đều phải được học, đều phải được nhận xét và dần dần phát hiện ra là những cái thay đổi, những cái biến thể hoặc là những cái dạng khác nhau của con người bình thường chúng ta dần dần cũng có thể nắm. Nắm để làm gì? Nắm để chúng ta chuyển sang lúc nào nó bắt đầu có thay đổi. Và những thay đổi đó có thể rất là rõ rệt, rất là rõ. Ví dụ như xẹp hẳn một bên ngực, cái bụng nó căng lên tròn quay và trời to, gọi là củ trướng đó, vân vân, rất là rõ để thấy, và cái chân nó sưng phù lên để chúng ta thấy, có thể rõ rệt như vậy. Nhưng đôi khi có thể nó rất tế nhị, nó chỉ hơi no cái chân một chút xíu. Chúng ta phải làm thế nào biết được nó không bình thường, khám thế nào để chúng ta biết được là nó có tình trạng phù ở chi dưới, rồi cái mạch thế nào là mạnh, thế nào là nhỏ đi, thế nào là chìm lên chìm xuống nhanh, vân vân, các chị đó. Những cái tiểu tiết rất là nhỏ, nhỏ đó là so với lại bình thường. Như vậy thì bên cạnh cái chuyện học các triệu chứng học, các anh chị phải rất thông thạo và có một cái vốn sống rất là tốt về tất cả các biến thể của những người bình thường. Khi kết hợp vô đó thì sẽ rất tốt để các anh chị nhìn thấy một bệnh nhân đến, người ta than phiền vì gì đó, hoặc là người ta không than phiền, nhưng khi chúng ta khám về những bệnh nhân, chúng ta thấy ngay rằng không, bệnh nhân không biết thôi, chứ còn cái này là bất thường. Cái cổ bệnh nhân này là quá lớn, cái mạch là bệnh nhân, cái chân là bệnh nhân là xanh hơn, xanh sao hơn bên kia, lạnh hơn thiếu chân bên kia. Tất cả những chuyện đó đều là trong kỹ năng hết. Các anh chị đừng có coi thường nó, là vì cũng giống như một cái người mà chơi nhạc. Khi người ta nghe một điệu nhạc hoặc là một bản nhạc, người ta biết ngay từ chỗ này người ta đánh sai. Đánh sai là gì? Đánh sai về cái tiết tấu, đánh sai về âm độ, về giai điệu hoặc là vân vân, tất cả sơ giai, là vì người ta đang nghe các cái khác rất kỹ, rất giỏi. Chỉ cần đánh sai một tông thôi, tức là lên xuống nửa tông hoặc một tông, người ta đã biết rằng chỗ đó đã bị chênh, bị vênh. Ngành y của chúng ta cũng như vậy. Bạn nào mà chịu khó học trong giai đoạn đầu này rất là tốt và có một cái suy nghĩ rất là tốt. Chúng ta phải biết cái bình thường, và trong cái bình thường của con người bình thường thì nó lại có những biến thể rất là rộng rãi, rất là lớn, như các anh chị thấy quan sát một con người. Cái quan sát con người đó, kinh nghiệm chúng ta nhiều chừng nào thì khi các anh chị mai mốt kia gặp những người bệnh nhân, người ta có thể đến khám sức khỏe, người ta có thể đến khám vì những lý do này, lý do kia, có thể những lý do gợi ý tới cái bệnh, chính bệnh các anh chị đang khám. Nhưng chúng ta đừng quên rằng có thể là người ta thể hiện một đằng, nhưng thực sự các cái bệnh lý và khám sự thay đổi về mặt hình thái vân vân, người ta gọi là triệu chứng thực thể đó, cái triệu chứng mà không phải bệnh nhân khai ra đó, là chúng ta đã phát hiện được kể cả những cái có thể liên quan tới cái chuyện mà bệnh nhân khai. Đó là cái chuyện của triệu chứng học. Như vậy thì tức là chúng ta phải học về cái y học cơ bản, tức là chúng ta phải học cái bình thường. Sau đó chúng ta phải học sự biểu hiện các bình thường đó và phát hiện tất cả các triệu chứng các bình thường khi chúng ta khám. Mai mốt cái bệnh nhãn của các anh chị sẽ ghi vào đó. Gọi là lông tóc bóng của bệnh nhân bình thường,
cổ bình thường không lớn, bụng bệnh nhân mềm, ấn không có đau, vân vân. Tất cả cái gọi là bình thường đó cũng đều là những cái thông tin rất là quan trọng. Vì nếu bình thường hay không bình thường, nó sẽ gợi ý, nó sẽ dùng cho đó những thành ra những dữ liệu, những cái information, những cái key sign, những cái dấu hiệu thực thể hết sức quan trọng để chúng ta loại trừ hoặc là chúng ta nghĩ tới chẩn đoán bệnh. Những cái phần này cũng tôi nói là chia sẻ hết sức quan trọng cho các anh chị đi coi thường. Vì thực sự đôi khi chúng ta phải có những cái phương pháp học và chúng ta định hình những chúng ta đang học cái gì, tập trung cái gì. Đó, đấy là giai đoạn về triệu chứng học. Như vậy triệu chứng học hết sức quan trọng và nó nằm trong những năm đầu tiên. Sau khi chúng ta học xong giải phẫu sinh lý bệnh, sinh hóa, giải phẫu bệnh vân vân, thì tới giai đoạn đó là triệu chứng học. Triệu chứng học thường thường nó học vào cuối năm thứ hai hoặc là trong năm thứ ba. Bạn nào rất chú ý, bạn nào có cái óc nhận xét rất là tốt về triệu chứng bình thường, thì bạn đó sau này sẽ rất nhạy để phát hiện các triệu chứng bất thường. Các anh chị đừng có coi thường chuyện này. Chúng tôi nói ngay, các anh chị nghe cái bài hát đó, nghe những cái chuyện đó hết sức thường, nghe rất nhiều lần, thì chỉ cần đánh một sai một tâm thôi, hoặc đánh sai lỡ sai vài nhịp thôi là các anh chị đã phát hiện thấy là bài hát đó, bài trình diễn đó vân vân đã có vấn đề hay không có vấn đề. Thì đấy là triệu chứng học, thường thường nó trong năm thứ ba. Sau khi triệu chứng học rồi thì người ta sang tới các tính bệnh học. Bệnh học có nghĩa là với các triệu chứng đó, với các triệu chứng mà chúng ta phát hiện được là nó không bình thường đó, nó khác cái bình thường, thì người ta sẽ tập hợp lại và với cái tư duy của chúng ta là cái này cộng với cái kia, nó sẽ ra một cái hội chứng. Hội chứng thì là tập hợp của các triệu chứng, nhưng với điều kiện nha, các triệu chứng đã được phát hiện một cách rất chính xác. Các cái triệu chứng chúng ta phát hiện được sẽ tập hợp thành và y khoa sẽ dạy cho các anh chị, hay là cho các anh chị những cái được gọi là hội chứng, tức là syndrome. Cái kia nó gọi là symptom, tức là các triệu chứng cộng với những chuyện khám đó, nó sẽ dần dần hướng vô cái này là hội chứng này liên quan tới chuyện tim mạch, hội chứng này là hội chứng liên quan hô hấp, hội chứng này liên quan tới tiêu hóa, hội chứng này liên quan tới cơ xương khớp, vân vân. Và có những tập hợp những cái triệu chứng hết sức rất là điển hình, rất là gợi ý và rất là giá trị. Cái hội chứng đó nó sẽ giúp cho chúng ta hướng tới hội chứng đó, nó sẽ có một số các bệnh sẽ có cùng các cái hội có tạo biểu hiện giống hội chứng đó. Như vậy trong khi chúng ta đã chẩn đoán được rồi và chúng ta bắt đầu sang tới giai đoạn được gọi là từ triệu chứng bình thường sang tới các cái tập hợp các cái triệu chứng bệnh lý, tức là phát hiện các triệu chứng bệnh lý, thì năm thứ tư chúng ta sẽ làm việc là lập luận các hội chứng đó, tìm xem nó có những nguyên nhân gì, và bằng các lập luận và bằng những cái cách lập luận của mình, chúng ta sẽ nghĩ thấy như vậy tất cả nếu biểu hiện giống hội chứng này thì nó có tất cả 10 bệnh chẳng hạn. Trong 10 bệnh này thì chúng ta có thể loại ngay lập tức 3-4 bệnh là vì nó có những biểu hiện khác cộng thêm một vài cái lịch sử vân vân, tất cả thứ chúng ta sẽ loại ngay hết tất cả 3-4 bệnh, loại một cách dễ dàng là vì có những triệu chứng là cái hội chứng nó không thể có trong bệnh đó. Vâng, nó còn lại một ít thôi. Một ít đó chính cả là cái danh sách mà chúng ta gọi là cần chẩn đoán phân biệt, differential diagnosis. Cái chẩn đoán phân biệt đối với những cái bệnh mà nó có chung các cái triệu chứng, chung hội chứng rất giống nhau, không thể loại trừ dễ dàng đó, chính là tập hợp. Và cái tập hợp đó các anh chị sẽ được phải làm rất là tốt trong năm thứ tư. Năm thứ tư chúng ta phải làm chuyện đó. Và tất cả những hội chứng đó nó cần, ví dụ còn lại khoảng 4 bệnh đi. 4 bệnh chúng ta không thể nào mà quyết được nó là cái gì. Thì 4 bệnh đó nó sẽ cần thêm những triệu chứng khác nữa. Và cái việc tìm thêm các triệu chứng khác nữa là điều chuyện khéo léo của ông bác sĩ và sự tinh anh của bác sĩ cũng như kinh nghiệm. Tuy nhiên cũng không thể nào mà với hết được rồi. Người ta bắt đầu có nghĩ và chúng ta biết rằng bên cạnh chuyện lâm sàng thì khoa đã có cả một hệ thống được gọi là cận lâm sàng. Cận lâm sàng đó là những biện pháp và là những biện pháp thăm dò, những biện pháp xét nghiệm, những biện pháp ghi chép graphy để cho chúng ta cụ thể hóa những cái cảm giác khi chúng ta khám, khi chúng ta phát hiện ra. Chúng ta thấy hơi ấm ấm, có sốt không, có sốt hay không sốt, chúng ta cần cập nhiệt độ. Chúng ta thấy là cái phổi của bệnh nhân nghe bên này có vẻ giảm hơn bên kia, hơi rõ không rõ, chúng ta có thêm các biện pháp nữa là hô hấp ký hoặc là chúng ta dùng x-quang để chúng ta xem thêm tất cả chuyện đó, vân vân. Những cái chuyện đó chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể nhìn thấy là gan hơi to một chút xíu, nhưng nó hơi thôi, có to thực sự không, chiều cao của gan vân vân,
thì bằng lâm sàng chúng ta chỉ có thể gõ bờ trên của gan cũng như sờ tới bờ dưới và việc xét đoán thấy so với lại cái bụng của cái ông này rất mập, so với lại của bệnh nhân kia rất ốm, thì hình như là cái tia cái gan này hơi lớn hoặc hơi nhỏ, nó có teo đi không hay là nó lớn lên, thì những cái chuyện đó về lâm sàng chúng ta có khi hạn chế vì cái cảm giác, và chưa kể rằng chúng ta lại học rất là dở nữa, chúng ta không có một cái kinh nghiệm nhiều của chuyện khám tất cả các bệnh nhân và những người bình thường nữa, thì chúng ta rất khó quyết đoán. Trong tình huống đó quả thật có tình huống khó, và khi tình huống khó đó sẽ giúp cho người ta nói rằng chúng ta cần phải có một vài cái biện pháp để chúng ta cụ thể hóa các cái triệu chứng mà chúng ta xác định, đó chính là của cận lâm sàng. Những triệu chứng cận lâm sàng bao gồm có những chuyện chúng ta không thể làm được, đếm được, ví dụ như thấy máu bệnh nhân, hồng cầu bao nhiêu, bạch cầu bao nhiêu, vân vân, các yếu tố viêm ở trong máu đã được thay đổi như thế nào, sinh hóa máu, đường máu lên, đường máu xuống, ure, vân vân, tất cả cái đó thì về lâm sàng nó hạn chế và rất khó. Vì vậy cho nên xét nghiệm máu sẽ cho chúng ta rất nhiều thông tin, xét nghiệm và chỉ một cái xét nghiệm về điện tâm đồ và quá nhiều thông tin về rối loạn nhịp và vân vân. Cái xét nghiệm về X quang cho chúng ta hình dáng của phổi, chúng ta thấy tổn thương ở phổi, các vết mờ, vân vân, rất nhiều. Hình bóng của tim chúng ta cũng có thể đo được một cách rất chính xác, và trong các hình bóng của tim cung nào lớn lên, cung nào xẹp đi, vân vân, chúng ta có thể thấy. Một cái X quang của vùng bụng chúng cho rất nhiều những cái thông kê về tình trạng ứ động hơi ở trong bụng, và những mức nước, mức hơi, những cái vùng mà những cái phần bộ phận hoàn toàn mềm, vân vân, và chúng ta thấy rằng đã rất nhiều cái thời gian y khoa của thế giới đã cảm ơn Röntgen, người đã nghĩ ra cái phương pháp dùng cái tia X để chiếu qua cơ thể và cho chúng ta những hình ảnh. Hình ảnh đó cũng là gián tiếp thôi, những hình ảnh của y khoa, nhưng mà quý giá vô cùng, nó giúp hơn rất nhiều so với khám lâm sàng. Thì chúng ta thấy thế. Đấy là cái xét nghiệm chúng ta thấy máu là về sinh hóa, về công thức máu. Các cái xét nghiệm khác nữa như điện tâm đồ, hoặc là chúng ta thấy X quang, hoặc là X quang bụng, vân vân. Nhất là xương gãy hay không, đầu mũi nó chảy ra làm sao, các cái đầu xương nó có bị di lệch nhiều hay không. Quả thật một cái phim X quang giúp cho rất nhiều so với lâm sàng. Lâm sàng lúc đó chúng ta chỉ thấy các cái tổn thương rất là gì thôi, nó sưng lên, nó đím bầm, các anh chị rất khó xác định. Anh chị thấy không? Như vậy thêm cái đó thôi, chúng ta đã thêm rất nhiều rồi, những cái yếu tố, và khi thêm yếu tố đó cũng vẫn chưa đủ nữa, người ta còn cần thêm nữa, cái này quyết định là có thể đóng đinh được hay không đóng đinh được, vân vân. Hình tim này là lớn nhiều, là có không màng tim, có không phổi, có tổn thương không, rồi tổn thương này là tổn thương do mạch máu tăng sinh hay là do các tổn thương, những cái tổn thương mà gọi là đóng đông đặc hay cái gì 1001 các tổn thương khác nữa, và trên cái phim X quang thường có thể không giúp được, thì người ta bắt đầu nghĩ ra thêm những biện pháp nữa. Và những biện pháp đó đã có một thời chỉ dừng lại ở can thiệp của X quang, sau đó thì người ta có các biện pháp can thiệp, tôi chỉ nói rất nhanh. Và khi siêu âm tim, siêu âm xuất hiện, đem lại một cái nguyên tắc là chúng ta có thể đưa những sóng siêu âm, những sóng phản siêu âm đó có thể sẽ trở lại được cho chúng ta biết rất rõ được vị trí của các lớp này so với lớp kia, và người ta dùng thuật toán, người ta tái tạo lại được hình ảnh của siêu âm, thì quả thật nó đóng góp ghê gớm cho cái việc chẩn đoán rất là nhiều, giúp cho có thể phân biết được, biệt được, đặt vô chúng ta biết được túi mật có cả sỏi hay không, thành túi mật có dày hay không, ruột có bị tắc hay không, chỗ nào bị tắc, bị vân vân vân, có thể thấy. Người ta vào đối với tim thì rất là tuyệt vời rồi, người ta thấy buồng tim, thấy van tim mà lại, nó lại động, đập, rồi sau đó người ta thêm cái hiệu ứng Doppler, tức là cái hiệu ứng mà để biết được cái dòng chảy ở trong đó như thế nào nữa, thì người ta biết được có hở van tim, hẹp van tim không, vân vân và vân vân. Rất là tốt, những cái đó áp dụng ở trên động mạch não, rồi lên trên ở trên não nữa thì cũng rất là tốt. Các anh chị thấy những cái tiến bộ đó là những tiến bộ người ta càng ngày càng đi gần tới cái sự thật, tức là các triệu chứng gọi là rất là thực thể, và các cái triệu chứng khóa lúc đó không phải là symptom nữa mà là sign, những cái key sign. Và trên cơ sở đó thì người ta có thể là dần dần tập hợp lại. Và khi cuối cùng, sau khi chúng ta đã có được bệnh sử để gợi ý tới vấn đề, có được phần khám thực thể để biết được là như vậy nó khu trú một cái gì, và trên cơ sở đó chúng ta được có những hội chứng cần phải chẩn đoán phân biệt. Nói như vậy để hồi nãy các anh chị thấy với một công thức máu thôi, người ta đã có thể chẩn đoán rất dữ, làm ta loại thêm được một số các bệnh nữa. Ví dụ ta thấy bạch cầu rất cao,
lên phô cao hoặc một số cái khá cao thì đã đủ rồi. Một số trường hợp khác chúng ta khám, chúng ta nghi ngờ tổn thương rất là lung tung, khi làm xét nghiệm thì thấy rằng đường máu rất là cao, bệnh nhân đang trong giai đoạn biến chứng của tiểu đường, thế là xong. Mọi những chẩn đoán phân biệt khác được trở nên rất dễ dàng. Hoặc đối với tim chẳng hạn cũng y như vậy, các anh chị nghe không thấy vì bệnh nhân vừa khó thở, ran phổi thở nghe không được, hoặc là kỹ năng nghe của anh chị kém quá, lúc đó khai không được, thì lúc đó một hình X quang cũng đã gợi gợi nghi rồi. Và với siêu âm tim thì gần như là triệu chứng có thể giúp chúng ta biết có bệnh tim hay không bị tim, bệnh van hay là bệnh cơ hay là bệnh màng tim hay là bệnh này bệnh kia, rất rất là hữu ích. Tôi nói hữu ích đây có nghĩa là không phải là cái nào nó cũng quyết định toàn bộ đâu, nó phải là sự tổng hợp của toàn bộ tất cả các yếu tố để cho chúng ta có được một chẩn đoán, được gọi là chẩn đoán xác định. Chẩn đoán xác định chỉ có được và nó chỉ gần được thực tế khi chúng ta làm tốt cái việc gọi là mở rộng chẩn đoán, sau đó loại trừ những cái chẩn đoán mà chúng ta cho là không phải, sau đó thì lập luận trong những cái chẩn đoán chúng ta nghĩ tới, trong những chẩn đoán đó bằng dấu hiệu này dấu hiệu kia chúng ta nghĩ nhiều nhất cho tới một, thay vì bốn cái thì loại bớt đi hai, còn hai cái này thì còn khó, chúng ta phải dựa tới siêu âm hoặc là những triệu chứng, những cái xét nghiệm hoặc là những cái phương pháp người ta gọi là tiêu chuẩn vàng, gold standard. Với cái tiêu chuẩn vàng đó, với các chuyện đó và nó khá phù hợp, nó dễ dàng, nó không có gì khó, chúng ta sẽ có được cái chẩn đoán xác định, người ta gọi là positive diagnosis hoặc là chẩn đoán cuối cùng. Khi có được cái chẩn đoán cuối cùng rồi thì đương nhiên đối với các anh chị sau này người ta sẽ đặt ra, nếu với chẩn đoán đó hướng điều trị sẽ là như thế này, sẽ là nội khoa, sẽ là ngoại khoa, trong thuộc ngoại nội khoa thuốc này thuốc kia tác động vô đâu, tất cả các thứ nó phụ thuộc vào chẩn đoán. Và cũng xin nói với các anh chị để kết thúc cái phần và vừa rồi tôi dẫn giải đó, là trong y khoa các anh chị chỉ có thể giúp người bệnh hoặc là các anh chị chỉ có thể có được những hiệu quả để các anh chị giúp cho vấn đề chẩn đoán điều trị tốt cho bệnh nhân khi chúng ta chẩn đoán chính xác. Như vậy cái chẩn đoán trong y khoa hết sức quan trọng, vì có chẩn đoán đúng thì mới có hướng điều trị đúng. Có hướng điều trị đúng, chúng ta có được các phương tiện đúng như chúng ta muốn, chúng ta sẽ giúp đỡ và rất ngoạn mục là người bệnh sẽ rất khỏi rất nhanh. Thời gian điều trị sẽ ngắn lại và tất cả các cái hậu quả của các bệnh lý và bệnh nhân không may bị đó sẽ là giảm nhất, ít nhất. Bệnh nhân ra viện vui vẻ, không còn sợ tái phát hoặc là vân vân tất cả thứ, có phải là tốt không? Đó là mục đích của chúng ta gì? Mà trong các cái mục đích đó thì vấn đề chẩn đoán là quyết định. Trong chẩn đoán thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà chúng ta xác định các yếu tố và các cái vấn đề problem trên bệnh nhân là gì, và chúng ta có được những cái hướng người ta gọi là chẩn đoán cái xác định cái hướng đó, sau khi chúng ta có vấn đề thì chúng ta chẩn đoán sơ bộ là thế này và cần chẩn đoán phân biệt là 1, 2, 3, đó chưa? Đó, đây là một cái nhìn chung. Nhưng mà trước kia ngày xưa đó, khi học về các chương trình thì người ta cứ học cơ bản giải phẫu, sinh lý bệnh, giải phẫu bệnh, vân vân. Sau đó tới năm thứ hai, năm thứ ba người ta mới bắt đầu học triệu chứng học nha. Như vậy thì bình thường khám bụng nó như thế nào, lồng ngực của mình như thế nào, tiếng tim như thế nào thế nào. Lẽ đương nhiên cũng có đối chiếu với chuyện tại sao tiếng tim nó là như vậy, tại sao cái bụng nó là như vậy, tại sao các cái động mạch nó là như vậy, để cho biết khám bình thường. Khi có khám bình thường rồi, lên các anh chị lên năm thứ ba hoặc đầu năm thứ tư, cuối năm thứ ba thì người ta sẽ học về triệu chứng học. Có nghĩa là đấy, khám bình thường thì người bất thường nó như thế nào, cái cơ đầu gối bình thường nó như thế nào, tiếng tim bình thường là như thế nào, bây giờ thế này có những cái extra sound, những tiếng bất thường nó chen vô trong thủy tâm thu, những cái tiếng như phụt thân vào, những extra sound đó tạo ra những chẩn đoán cho tôi biết là đấy là thổi tâm thu hay là thổi tâm trương, rù tâm trương, lắc mở T2 tách đôi, vân vân và vân vân. Đối với mạch máu, mạch này nhanh chìm sâu, những mạch này yếu, những mạch này hai lần, vân vân, tất cả các triệu chứng đó, cái đó thì gọi là triệu chứng học bệnh lý. Nó điều chỉnh bệnh lý như tôi nói với các anh chị chỉ biết được khi chúng ta biết được người bình thường như thế nào. Với triệu chứng học bệnh lý đó, năm thứ tư, cuối năm thứ tư các anh chị sẽ tập hợp tất cả chuyện đó và chúng ta bắt đầu lập luận. Nếu vậy như vậy, vấn đề cho bệnh nhân là như thế này, chẩn đoán sơ bộ sẽ là như thế này, chẩn đoán phân biệt bao gồm như thế này, và lúc đó các anh chị sẽ thêm học thêm những yếu tố để cho chúng ta chẩn đoán. Tới năm thứ năm thì lúc đó các anh chị phải đi vòng vòng rồi những cái môn mà gọi là hỗ trợ. Và năm thứ sáu lần nữa trở lại với cái kiến thức chung như vậy thì chúng ta bắt đầu học trở lại việc khám bệnh nhân, tất cả triệu chứng cơ năng nào quan trọng nhất, hỏi tới hỏi lui, xem sầm sao, người ta nói là chóng mặt, nhưng mà chóng mặt như thế nào,
phải loại trừ hết kiểu chóng mặt hoặc là một cái gọi là ngất thôi, syncope. Chưa chi bệnh nhân nói đến rồi sao thì nó mới ngất, ghi vô trong bệnh án là sẽ ngất. À, thực sự khi hỏi ra thì bệnh nhân chỉ là thiểu thôi. À, bệnh nhân lipotimi, tức là bệnh nhân thấy sợ quá hoặc là tự nhiên thấy chóng mặt xỉu xuống thôi, chứ không phải ngất. Ngất là syncope. Và syncope và có nghĩa là bệnh nhân mất tri giác, hoàn toàn không biết. Bệnh nhân có thể ngã vô trong cầu tiêu, bệnh nhân có thể ngã vô trong cái bếp lửa ở nhà sàn, bệnh nhân có thể ngã vô ở ngoài đường để đổ xe, hoặc là có thể gây tai nạn vân vân. Thế mới gọi là syncope, vì có yếu tố mất tri giác vân vân. Chúng ta bây giờ bác sĩ xin nói với các anh chị, bác sĩ bây giờ rất chủ quan, cứ tưởng là đến khám hỏi thì lơ mơ, cho đi xét nghiệm cứ nghĩ rằng cho đi xét nghiệm làm đúng. Các anh chị thấy những xét nghiệm các anh chị chỉ làm đúng khi các anh chị định hướng đúng bệnh nhân. Khi định hướng đúng rồi, các anh chị chỉ định xét nghiệm gì, tên nó là gì và làm cái gì, mong chờ cái gì đó cũng là cả một kỹ năng. À, sau đó thì làm xét nghiệm, trong xét nghiệm X-quang các anh chị chỉ rõ cho người ta những cái special demand là tôi cần phải coi cái gì, xem cái gì, thậm chí cái bụng tôi cần phải xem có mức hơi không, có mức hơi trong ổ bụng không, vì tôi nghi đây là thủng tạng rỗng, vân vân và vân vân, nhiều lắm các em. Dần dần chúng tôi sẽ nói, nhưng mà em nào ngày hôm nay nghe mà gọi là có ý thức thì sẽ hiểu những điều chúng tôi nói là những cái để cho các em bắt đầu sửa chữa đi nhá, các em năm thứ hai. Rồi thì đấy là tất cả những chuyện. Nhưng mà ngày xưa thì cái chương trình mà giống như đó là chương trình traditional, chúng ta gọi là chương trình kinh điển, thì người ta cứ học từng bước, có biết bình thường thì mới biết bất thường, có biết bất thường thì mới biết biểu hiện, có biết biểu hiện rồi thì mới biết được chẩn đoán, có biết chẩn đoán rồi thì chúng ta mới có lập luận để chẩn đoán, đúng chưa? Và khi chẩn đoán xong, thêm một cái nữa nói để cho các anh chị nghe luôn, có thêm được chẩn đoán, nhưng mà chẩn đoán xong rồi, chữa rồi, bệnh nhân tốt rồi, làm sao phòng ngừa cho người bệnh đó để hồi phục được chức năng người bệnh và để phòng ngừa đừng tái phát nữa. Đấy là giai đoạn sau bệnh viện, đấy là giai đoạn để trở lại cuộc sống, đấy là vai trò của cái phòng ngừa preventive medicine của public health, tức là được gọi là y tế công cộng. À, nó lúc đó không còn bệnh nhân không còn là người bệnh của bệnh viện này bệnh viện kia nữa, mà bệnh nhân sẽ là một cái người nằm trong cộng đồng và hướng dẫn cho người ta làm sao để về người ta tập, người đái tháo đường ăn uống như thế nào, người quá thừa cân béo phì ăn uống như thế nào, người tăng huyết áp như thế nào, và những cái người đã bị sụi bại vì stroke, vì các cái đợt đột quỵ, về tập như thế nào để cho nó hồi phục, vân vân. Và những người mà họ nói rằng tôi mập quá, tôi đâu chưa có biến chứng gì cả, làm sao sống như thế nào, vân vân. Đó chính là phần của một cái ngành, đó là public health, tức là y tế công cộng, hoặc là preventive, hoặc cùng với lại preventive medicine là y học dự phòng, cũng rất quan trọng. Chúng ta chỉ chữa được từng cá thể một đã có biểu hiện, có biến chứng, vân vân. À, chúng ta chữa và chúng ta tưởng là chúng ta làm được nhiều thứ lắm, thực sự chúng ta đã chống chọi lại những cái mà chúng ta đã bỏ sót rồi, chúng ta dở rồi. Hệ thống y tế đã có chỉ dở, tuyên truyền kém, phát hiện sớm bệnh ban đầu kém và để cho bệnh nhân vào. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta giúp được nhiều đó, thực sự chúng ta chỉ sửa chữa những cái mà nó đã quá lỗ rồi. May bệnh nhân không chết thì chúng ta trở lại. May bệnh nhân không liệt hoàn toàn, bệnh nhân sống không chết vì stroke thì chúng ta làm. Nhưng chúng ta làm như vậy chỉ có một cá nhân đó thôi, còn biết bao nhiêu những người khác nữa cùng lứa tuổi hoặc là trong gia đình hoặc là những người đồng niên vân vân, những người đó. Các anh chị có chữa được những người đó không? Các anh chị ở bệnh viện tự cao tự đại, rất nhiều người bác sĩ hay có xu hướng rất là tự cao tự đại. Cho mình là ghê gớm lắm, cho mình chữa được ông này ông kia, cho mình chữa được 50 ông này ông kia và bệnh nhân khỏi rất nhiều. Không ăn thua gì đâu các anh chị. Các anh chị chỉ là những người chữa tại một thời điểm thôi. À, tại sao chuyện đó không có sớm hơn và tại sao chuyện đó không tiếp tục giai đoạn sau? Yeah. Đừng chủ quan, đừng có chủ quan. Và như vậy thì cái việc mà những kiến thức về vấn đề y tế công cộng tức là public health, preventive medicine, những vấn đề về tổ chức y tế, management, healthcare management, vân vân, chúng ta cũng phải có và chúng ta cũng cần phải có những cái kiến thức đó. Thế thì cái kiến thức về y khoa như vậy nó rất dài, nó bao gồm có các cái behaviors of life, vân vân, tức là những cái lối sống, sau đó những cái risk factor, có yếu tố nào bắt đầu có nguy cơ. Anh chị nhìn lại đi, con em của những người mà họ bị nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, bị ung thư, vân vân, con cháu hoặc là những người trẻ, thế hệ trẻ đó có cần phải có ý gì không, có nên đi khám không, vân vân. Thì đấy là những cái trước khi bệnh viện chỉ là một giai đoạn và nó chỉ chăm sóc được cá thể cái người bệnh đã bị bệnh nặng phải tới bệnh viện. Trước đó
rồi tại bệnh viện thì chúng ta học ở bệnh viện rồi và sau đó là sau. Như vậy cái quá trình này nó rất dài. Thì y khoa thế giới trước thì chỉ tập trung chủ yếu vô vấn đề đào tạo y khoa tại các trường, họ tập trung vô nhất là các trường y đấy, đó là trường y giống như các anh chị đang học bây giờ, thì người ta tập trung chủ yếu vô để dạy lại các anh chị những kiến thức về y khoa, đó là giải phẫu sinh lý như thế nào, chuyển qua giải phẫu sinh lý và gọi là bệnh và như thế nào, biểu hiện khi khám lâm sàng ở người bình thường như thế nào, người bệnh như thế nào, và tới người bệnh khi tập hợp lại được thì là cái gì, chẩn đoán là cái gì, điều trị là cái gì, vân vân. Còn các cái khác thì người ta lại không có chú ý. Thế thì cái chương trình sau chương trình đó nó đã tồn tại hàng trăm năm ở tất cả các trường từ các tất cả các châu lục, từ châu Âu sang tới châu Mỹ, châu Úc và ở Việt Nam của chúng ta là thuộc địa của Pháp ngày xưa, cho nên là cái hệ thống của chúng ta cũng phần nào nó đi theo cái hệ thống gọi là hệ thống đào tạo y khoa của Pháp, rất là cổ điển, rất là hiệu quả. Vì các anh chị biết rằng nền y khoa của Pháp rất nổi tiếng, đúng chưa? Rất nổi tiếng ở châu Âu á, Pháp, Anh và sau này có Đức, Hà Lan vân vân các thứ là những nước rất tiên tiến về đó, thì nó là trường phái kinh điển. Thì Việt Nam của chúng ta vẫn theo cái đó và cái chương trình đào tạo y khoa của các anh chị với bạn bè của anh chị đang học trong những trường khác là đại học, tất cả từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến Đại học Huế, Đại học Y Dược, Đại học Y Dược Thành ngoài kia là Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tất cả các đại học khác đều theo cái chương trình kinh điển, chúng ta vẫn chấp nhận nó vẫn tốt và thực sự nó vẫn còn tốt. Nhưng mà những cái phát hiện mới về về mặt giáo dục y khoa đó, medical pedagogy, thì thấy rằng là có lẽ có vấn đề. Cái vấn đề đó chính nó đã thay đổi và các anh chị đang được hưởng một phần đó. Chúng tôi là những người nhân chứng cho cái chương trình đó và không có gì để mà nói rằng là nó quá nữa, cho nên chúng tôi không gọi là chương trình cổ điển hay là gọi là đã lạc hậu gì cả. Nó vẫn là một chương trình và vẫn còn nhiều nước trên thế giới đi theo đó. Nhưng mà chúng tôi là người thấy rằng chương trình đó có phần nào nó đi theo từng bước một. Cái từng bước một đó đặc biệt là tách rời phần preclinical, tức là giai đoạn tiền lâm sàng của năm thứ nhất, năm thứ hai và một phần năm thứ ba, với phần clinical science, chúng ta gọi là các cái khoa học về lâm sàng. Tiền lâm sàng thì cũng xin nói với các em là nói chữ tiền lâm sàng, chữ clinical, chúng ta dịch là lâm sàng. Sàng là giường, lâm là đi tới. Đi tới sát vô. Thì lâm sàng có nghĩa là những cái gì, chúng ta đi tới giường bệnh, chúng ta ở cùng bệnh nhân, chúng ta liên lạc với bệnh nhân thì chúng ta gọi là lâm sàng. Thì cái clinical, preclinical tức là tất cả những việc chuẩn bị về kiến thức, mà tiền lâm sàng có nghĩa là chể cho việc đi tới khám bệnh nhân, điều trị vân vân các thứ. Cái còn clinical science tức là tất cả các khoa học lâm sàng liên quan tới việc kể cả khám bệnh, kể cả triệu chứng học, rồi ví dụ bệnh học điều trị vân vân. Thì hai cái chuyện này đó thì nó là preclinical, nó sẽ chuẩn bị các cái kiến thức để cho chúng ta đi lâm sàng, chúng ta biết và chúng ta gọi là suy luận lại một cách khoa học những điều mà các thầy nói, những điều mà các chúng ta làm, chúng ta học, chúng ta thực hành và chúng ta sẽ chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân. Nhưng cái việc tách biệt ra preclinical và clinical thành hai phần giống như những cái chương trình kinh điển, nó lại bị một trong những cái nhược điểm hết sức quan trọng. Là nếu chúng ta làm tốt, có nghĩa là cái giúp dạy preclinical này, những cái thầy dạy các preclinical này có kiến thức lâm sàng rất tốt. Đó chính là những thầy cũng lăn lộn, chữa bệnh, khám bệnh, biết được những chuyện này. Các thầy lại dạy được các em về giải phẫu bệnh, về sinh hóa, sinh lý, các em dạy. Và những bài học đó nó mang thêm hơi hướng của những cái chuyện đó để làm gì. Như vậy cái đầu gối nó cấu tạo như vậy để làm gì? Cái chuyện mà cái cấu tạo của xương như vậy nó để làm gì? Của động mạch cảnh nó để làm gì, mục đích của nó làm gì, và để làm gì đó khi nó bị rắc rối, khi nó bị gãy, khi nó bị tắc thì nó gây ra chuyện gì. Thì tất cả các phần của các thầy dạy hoặc là các thầy dạy trong phần preclinical đó lại rất cao, rất tốt, rất đầy đủ. Và như vậy những cái bài đó không phải chỉ là bài khô khan chỉ mô tả cái đầu gối hay là cái đầu của bệnh, cái sọ bệnh nhân một cách thông thường, mà có rất nhiều những điểm luôn luôn gợi ý cho bệnh nhân nói đó, động mạch cảnh nó phải nằm ở chỗ đó đó, nó nằm đằng sau như thế, nó nằm giữa tim, nó nằm ở giữa lồng ngực như vậy, nó bị làm sao, cái gì bọc, cái gì gần, vân vân. Những cái ý kiến và những cái hơi hướng liên quan tới việc bệnh lý và lâm sàng đó nó luôn luôn được nhắc nhở tới vì các thầy này rất giỏi. Và như vậy những các em học thì các em không phải học một cách giống như là mù quáng,
như là sờ một cái cục đá vôi hoặc là một cái cục thạch cao hoặc là một cái mô hình đó, mà có rất nhiều cái ý tưởng bắt đầu đi vô đầu rồi, để làm gì, chữa cái gì, vân vân. À, đấy là cái chuyện. Và trên cái ý tưởng đó thì người ta lại thấy thế này, rồi những cái bác sĩ preclinical này phải có kiến thức lâm sàng rất giỏi để luôn luôn đưa vô cho các anh chị những ý kiến hoặc là những cái điều mà các anh chị học đây, là để hiểu được những bệnh lý, hiểu được bệnh lý đó là để cho nghề nghiệp là tiếp tục điều trị và cứu giúp bệnh nhân. À, thế thì còn trái lại những bệnh nhân ở loại clinical science, tức là gọi là lâm sàng, thì đây không phải là những ông bác sĩ hoàn toàn chỉ có biết mổ ra, mổ rất giỏi, nói rất giỏi, rất khéo. Còn hoặc có những ông bác sĩ nghe và khám bệnh nhân cứ ngấm ngầm, không có biết gì cả, không bao giờ có cái sự suy luận rằng tại sao mình có chẩn đoán đó, tại sao mình lại có thể cắt nghĩa được triệu chứng này với triệu chứng kia trên người bệnh đó bằng những kiến thức, bằng những kiến thức khoa học rất là cơ bản, bằng những kiến thức rất là tốt. Coi một xét nghiệm sinh hóa, người ta biết được xét nghiệm sinh hóa đó dương tính ở chỗ nào, tại sao nó dương tính, trong trường hợp này nó lại bị chèn, nó bị nhiễu bởi các cái gì. Và khi khám như bệnh nhân đó, đấy là một bệnh nhân mà lại bị quá cân hoặc là thừa cân, thì như vậy tất cả các cái triệu chứng này có vấn đề gì liên quan tới điều đó không? Đấy là những kiến thức chung rất là quan trọng. Những kiến thức chung đó nếu mà được cái ông bác sĩ lâm sàng này, không phải chỉ ông chỉ mổ giỏi khéo tay, và ông lại là những cái ông truyền lại cho các em, thấy chưa? Đó, nếu mà người bệnh này các anh chị phát hiện thấy chuyện này, các anh chị làm được xét nghiệm này, hình ảnh học này đã giúp cho tôi nghĩ đó nó là trường hợp có những thay đổi này, cho nên khi tôi vô tôi sẽ mổ đường này không mổ đường kia, khi tới tôi sẽ cắt cái này tôi không cắt cái kia, vân vân. Tất cả những ý kiến đó phải được soi sáng lại bởi những kiến thức của giai đoạn tiền lâm sàng, preclinical. Anh chị phải hiểu chuyện đó. Mai mốt khi anh chị tới, hoặc là tôi rất mong các anh chị tới khi các anh chị ra trường, và đặc biệt khi các anh chị thấm nhuần với những cái thực hành trong y khoa, các anh chị nhớ lại lời tôi chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Và do cái nhược điểm là các bác sĩ lâm sàng này ở một số nước, chứ một số nước thì giỏi lắm các anh chị, những cái ông bác sĩ mà ông sẽ chỉ phẫu thuật, nhưng mà ông nói về các vấn đề cơ bản, những cái cấu tạo của thần kinh như thế nào, những cái điều mà đáng nhẽ người ta học trong những năm thứ nhất, năm thứ hai cực kỳ giỏi và ông cắt nghĩa được. Do đó đó, cho nên tôi mới làm thế này, tôi mới nối cái này vô nối kia, là vì tôi có thể bảo toàn được cái bao của thần kinh, hay tôi có thể bảo toàn được cái này kia, những kiến thức cơ bản rất hay. Thì các anh chị sẽ thấy được là người sinh viên khi học hoặc là đi học tới chỗ, ở chỗ này preclinical, các em đó nói rằng cái chuyện chúng ta học đây là để chuẩn bị cho những chuyện sau này, bệnh lý chẩn đoán. Còn khi những các em làm ở chỗ này thì các anh chị không phải chỉ là cái thói quen để chúng mổ khéo, mổ tốt, mổ nhanh, mà đấy là một sự kết hợp giữa những cái điều tại sao lại mổ như vậy, tại sao cái decision making, tại cái quyết định chẩn đoán của mình lại là làm thế này không làm thế kia, nối cái này nối cái kia, vòng này vòng kia, thuốc này thuốc kia, tác động vô chỗ này chỗ kia, là vì những kiến thức cơ bản của ông họ rất là giỏi, rất là kỹ, rất là rõ. Và vậy cho nên khi gặp những tình huống không còn đơn giản nữa, lúc đó sẽ thể hiện được cái người bác sĩ lâm sàng. Người ta chỉ cần thấy đó, lúc này người ta cũng chả cần trả bài về cái giải phẫu của chỗ đó là như thế nào, nhưng mà với cái kiến thức đó người ta có thể truyền lại cho học trò biết được là do vừa rồi, do người bệnh này lại là người bệnh có cái thật bẩm sinh, do người bệnh này lại có những cái chuyện thay đổi về gene, do người bệnh này lại có rất nhiều các cái bệnh kèm theo, đái tháo đường, sơ vữa động mạch, vân vân, cho nên tôi quyết định làm như thế này. Và những kiến thức đó là kiến thức rất chính xác, là vì ông có một cái background, chúng ta có một cái phần cơ bản về y khoa, về cái y khoa tiền lâm sàng này rất tốt. Những bác sĩ đó ở các nước họ rất nhiều, Mỹ và châu Âu rất nhiều. Ở Việt Nam của chúng ta dần dần cũng có bác sĩ tốt, nhưng có những bác sĩ trở thành thợ. Ông dân chỉ biết lúi cúi coi, người ta nói cái này là nội soi, người ta nói cái này cắt cái kia, người ta nói cái này là gọi cho thuốc điều trị huyết áp vân vân. Nhưng những kiến thức về tiền tại sao là như vậy, và như vậy gặp những tình huống khó một chút xíu là những bệnh đó phạm sai lầm liền. Cái sai lầm đó nói thật với các anh chị sẽ thấy ngay khi chúng ta coi lại bệnh án, ta nói rồi bệnh nhân này đã có cái chuyện này rồi, tại sao thuốc này cho không được, thuốc này nó sẽ cùng với thuốc kia nó sẽ có những tác dụng interaction, tức gọi là tương tác thuốc, và cái việc tương tác thuốc này không cho phép chúng ta có thể dùng, mặc dù sự lựa chọn của em thuốc này là đúng, nhưng vì mình bản thân bệnh nhân này có bệnh khớp mãn tính, bệnh khớp mãn tính là không thể nào tránh được dùng những loại thuốc kháng viêm, những loại lâu lâu về corticoid, như vậy các anh chị dùng chọn thuốc này
khi bệnh nhân bị những đợt kia lên thì chúng ta bệnh nhân uống thêm, và uống thêm lúc đó nó sẽ có những chuyện vân vân và vân vân nhiều lắm, chúng ta không thể nói hết đây. Nhưng mà nếu bạn nào mà chú ý nhá thì sẽ thấy rằng trên thực tế, và tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm về mặt liên quan tới bệnh tật hoặc này cọ đó, chắc chắn các em cũng có ít nhiều, ít nhiều này là qua gia đình, qua người nhà, qua người thân, vân vân, thì các anh chị kiểm nghiệm lại và nhớ đối với tôi nhá, học y khoa. Và chính vì cái lý do đó cho nên là các cái nhà về mặt medical pedagogy, về phương pháp gọi là sư phạm trong y khoa, người ta mới nghĩ rằng thế này thôi, như vậy thì rất là cần để cho những cái phần trò học trong giai đoạn đầu này này cũng được có khá nhiều những cái nhắc nhở hoặc là những cái liên hệ với lâm sàng. Như vậy các cái hàm lượng của những ý kiến hoặc là những bài về lâm sàng sẽ được đưa khá sớm vô trong năm đầu đời. Nếu chúng ta có 6 năm thì những năm đầu tiên đúng là các cái y học cơ sở, nhưng y học cơ sở này phải bao gồm các cái thầy hoặc những bài hoặc một số những vấn đề về lâm sàng phải được vô rất sớm. Đó, sau đó thì nó ít đi, càng ngày thì càng ở y học cơ sở thì càng là ít đi, nhưng cũng không phải là nhiều. Trong khi đó thì các vấn đề liên quan tới lâm sàng thì phải được vô sớm và càng ngày càng nhiều, tới những năm thứ 5, năm thứ 6 gần như lâm sàng nhiều. Nhưng lâm sàng nhiều cũng không có nghĩa rằng bỏ hẳn các cận lâm sàng. Vì vậy cho nên là có cái sự integrate, các sự gọi là sự tổ hợp hay sự tích hợp các yếu tố này. Và đó chính là cơ sở của việc modern hóa các cái chương trình. Thay vì chúng ta đừng đưa step 1 gọi là y học cơ sở, rồi sau đó tới triệu chứng học, sau đó tới triệu bệnh học, đó bệnh học tới điều trị vân vân, từng bước như vậy, nó gọi là step care cái dạng đó, và theo thời gian thì như vậy nó cũng có một cái sự tách biệt. Sự tách biệt này càng nhiều nếu chúng ta có các ông thầy dở dạy về giải phẫu mà chả có một cái câu hỏi hoặc cả có một cái lời nào để cho sinh viên thấy thích thú rằng nó học cái đó mai mốt kia nó sẽ hiểu ra được những vấn đề liên quan tới bệnh lý, nó hiểu ra được mai mốt kia nó sẽ trở thành rất muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi vì những kiến thức đó. Còn ngược lại, những cái ông bác sĩ mổ rất giỏi, chữa rất giỏi, rất là tự cao tự đại về tiền chữa của mình mà không bao giờ biết được là tại sao lại trở lại những vấn đề rất là quan trọng này, các cái quy luật về xương, các quy luật về lực, các cái quy luật về chuyện mà lâm sàng sinh hóa sinh lý học từ hồi năm thứ nhất, năm thứ hai nó dùng làm cái gì để cho bây giờ. Đối với tôi, như các anh chị sẽ thấy, thực sự tôi rất muốn cái chương trình này là vì những kiến thức, ví dụ như các anh chị nói về dòng chảy, tại sao chúng ta nghe bình thường không có tiếng thổi mà bây giờ khi mạch máu nó hẹp lại thì một trong triệu chứng rất thường là ngoài cái sóng mạch nó giảm đi thì nó lại có xuất hiện những tiếng thổi, những cái extra sound rất bất thường tại cái vùng bị hẹp, ngay cả với van tim cũng vậy. Thì cái hẹp đó tại sao tại ra tiếng thổi, tại sao khi nó chảy dòng chảy rất là bình thường thì nó lại không có tiếng thổi, rất là êm dịu, lúc đó là khoảng tâm thu hoặc tâm trương không bao giờ có tiếng thổi hết, nhưng khi nó hẹp lại hoặc nó cản trở nó lại xuất hiện tiếng thổi là có thể rất êm dịu, có thể rất thô ráp, có thể nghe rù rất nhiều. Lý do tất cả cái đó đều được cắt nghĩa bởi kiến thức cơ bản hết các anh chị nhá. Thì chúng ta lại trở lại định luật của Bernoulli, chúng ta định là trở lại về turbulent, tức là sự dòng chảy dạng xoáy, và dòng chảy xoáy này nó sẽ làm cho cái chảy xoáy này sẽ tạo ra cái âm bất thường, và như vậy các cái tiêu chuẩn của cái dòng chảy hoặc là cái những chuyện đó, đấy là kiến thức về vật lý ngày xưa, tại sao nó làm như vậy và những dòng chảy đó sẽ tạo ra áp lực ở đâu, là những áp lực đó từ bên này, từ đầu này qua đầu kia nó giảm như thế nào. Rất rất nhiều kiến thức, thực sự đôi khi nó là y khoa nhưng đôi khi nó là kiến thức chung. Và chúng tôi đã biết rằng những em là học phổ thông trung học rất giỏi, học rất giỏi, thi cử đàng hoàng chứ không phải là điểm thi được chạy được cái thứ đó, thì rất nhiều những điểm khi chúng tôi hỏi các em đó, các em còn nhớ lại những cái định luật về cái chuyện mà dòng chảy ấy, những cái flow như thế nào, turbulent như thế nào, và tất cả những kiến thức về các cái quy luật về dòng chảy, về các cái khác các em nắm rất là vững, và trên cơ sở đó đều có những cái cách nghĩa vô trong các triệu chứng lâm sàng, đó mới là những kiến thức đầy đủ. Anh chị đừng coi khinh cái đó nhé, và cũng đừng coi thường những kiến thức đó ở các bạn của mình và các bạn đồng môn trước hoặc là có thể là sau. Do đó cho nên người ta làm cái chương trình gọi là tích hợp. Chương trình tích hợp này là nhằm đưa rất nhiều kiến thức lâm sàng vô trong những năm đầu tiên, và đồng thời đưa các kiến thức cơ bản cuối cùng vào những năm sau, và đồng thời đưa các kiến thức lâm sàng kiến thức cơ sở, không phải là dứt hẳn học năm thứ 2, năm thứ 3 là chúng ta không làm gì cả, mà chúng ta vẫn có những cái mục
và những option, những cái mục gọi là tự chọn vào những năm sau. Vấn đề về những cái chất phóng xạ, những cái để áp dụng về phóng xạ, những cái chiều khác nữa sẽ được vẫn được tiếp tục có trong năm thứ năm, năm thứ sáu. Thì cái chương trình tích hợp đó nó không những tích hợp về chương trình mà nó còn tích hợp trong từng bài giảng một, trong từng bài giảng một. Cái bài giảng ngày hôm nay của các anh chị trong chương được gọi là cardiovascular system, gọi là hệ tim mạch. Thì các anh chị thấy tôi đã ở rất nhiều nơi, chả có bác sĩ nào mà lại chả có trường nào mà đi dạy những vấn đề liên quan tới nhồi máu cơ tim, thậm chí liên quan đến cả rối loạn chuyển hóa mỡ, liên quan cả tới những vấn đề khác nữa rất là nhiều. Vô trong năm thứ hai đối với các anh chị, và những thầy mà phản đối cái này nói chúng nó biết gì mà bây giờ nói mấy cái đó. Thì chúng tôi lúc đầu cũng có những nghĩ như vậy, phải từ từ chứ, phải biết cái này mới sang cái kia chứ, phải biết thế nào là mạch máu bình thường thì mới biết được khi nào nó sơ vữa động mạch. Sơ vữa động mạch là cái gì gây sơ vữa, sơ vữa nó tổn thương như thế nào, tổn thương như thế nào ở mạch mạ não thì làm sao, mạch vành thì làm sao, mạch chi thì làm sao, mạch này thì làm sao. Tức là ý nghĩ là hoàn toàn chính xác và vẫn rất đúng, nhưng mà không có gì ngăn cản rằng là các em cũng nên biết được tất cả những chuyện đó, tất cả chuyện đó ngay trong những năm rất sớm. Biết nhiều hay biết ít, hoặc là lần đầu tiên biết. Và cái kinh nghiệm của chúng tôi là nếu được các anh chị gối rất tốt kiểu này thì có những em khi chúng tôi nói tới những viện hoàn toàn chỉ là vấn đề sinh lý, sinh vật gọi là giải phẫu vân vân, nhưng cũng đã có những gọi, và rất nhiều em tới những năm thứ ba, năm thứ tư đã có những khái niệm. Và chúng tôi quan niệm rằng đứng về sư phạm, một lần người đó nghe không thể nào bằng người đó đã nghe cái chuyện đó 5 lần, không thể nào bằng người đó đã được nhắc đi nhắc lại 10 lần, và nếu 100 lần thì chắc chắn sẽ hơn người 1 lần. Và cái 1 lần đó có thể chỉ là thoáng thoáng ở nhỉ, đó là miễn dịch dị ứng vân vân, được rồi, chứ nó không phải là chuyện nhiễm trùng vân vân. Sau đó thì tới năm kia chúng ta nói rằng có phản ứng này, phản ứng kia, phản ứng viêm rồi gây ra chuyện này chuyện kia, rồi nó sẽ gây ra dính nó sẽ gây ra hẹp, hẹp nó sẽ gây ra cái bệnh nó sẽ gây ra tổn thương về huyết động học, nó sẽ gây ra tình trạng ứ cái này giảm cái kia, bệnh nhân khó thở, suy tim này suy tim kia, và nếu chữa thì phải chữa cái gì đó, nếu chữa thì chữa cái gì, nếu nó đã hẹp rồi thì chỉ có chữa bằng gì, thuốc gì mà nó không làm cho hẹp cái bệnh van tim hết hẹp được, chỉ có mỗi cái phải can thiệp bằng cái gì, mổ tách nó ra, mà mổ thì nặng quá, một em bé mười mấy tuổi mà chịu một cái cuộc mổ tim sau này để một vết sẹo ở ngực rất là lớn, chưa kể có biến chứng nữa thì nó khác, cho nên cũng phải chịu mổ tách cái van hay lá ra, nó hết hẹp thì nó sẽ khá. Thế nhưng mà người ta trở lại rằng nó khá thiệt, thế nhưng mà tại sao lại không phòng ngừa từ sớm, bệnh nó là bệnh gì, bệnh nó là bệnh tự miễn, bệnh nó là bệnh liên quan tới nhiễm trùng thấp, nó có cửa họng, nó có cả quá trình của nó, chính nó là gây ra khởi đầu ra một cái bệnh gọi là thấp tim, nó gây ra viêm tim nhiều lần, trong viêm tim nó gây ra viêm van, trong viêm van nó gây ra dính van, trong dính van nó gây ra hẹp van tim, hở van tim, và sau đó thì là cả một cái màn bi kịch, chúng ta không chữa bệnh nhân sẽ suy tim, và tới suy tim rồi thì tới các anh chị làm mặt này mặt kia, các anh chị chê trách bệnh nhân, các anh chị nói tới bây giờ mới này không biết à, bệnh này là nó suy tim sao chữa được. Có những bác sĩ đã như vậy đó. Trong lúc đó tôi chỉ trong lòng chỉ nhắc lại rằng bệnh nhân biết à, cái đó bác sĩ biết chứ đâu bệnh nhân đâu có biết. Thế thì bác sĩ nào chịu trách nhiệm cho vấn đề phòng ngừa các em đó, phát hiện sớm, và người ta đã phát hiện rất sớm như vậy, biết được cái con vi khuẩn gây ra viêm họng ở trẻ em khi chúng nó còn mới đến trường 5-6 tuổi, phát hiện đi, đứa nào có thì lại phát hiện rằng đứa nào có khả năng bị thấp tim, khi có thấp tim chữa rất tốt để cho hết đi, và như vậy cái quá trình qua đi, không van tim nó không bị, và nó bị rất nhẹ. Thì như vậy là các anh chị khỏi phải cái chuyện nó suy tim, khỏi phải tính tới chuyện mổ tim hoặc là nong van tim vân vân các thứ, khỏi dẫn tới chuyện suy tim và dẫn tới cái chết. Để đó, mỗi lần suy tim đó vào là nhờ bác sĩ A, bác sĩ B đó, ông ấy giỏi lắm, ông ấy chữa cho bệnh nhân đỡ rồi về nó lại suy tim, và lần X nào đó này sẽ chết vì tình trạng suy tim, vì thiếu máu gân, vì nhiễm trùng phổi vân vân. Anh chị nghĩ các anh chị có giỏi không? Anh chị nghĩ xem cái ngành y khoa của chúng ta có giỏi không khi đến nói bệnh nhân tới bây giờ mới tới. Trách nhiệm là của y khoa, mà trong trách nhiệm đó thì y khoa người ta thấy rồi, phải cho sinh viên một cái nhìn rộng hơn, tổng quát hơn về tất cả các bệnh. Và đó chính là cái quy định của nó gọi là module đó, hay là trường hợp, cái danh từ rất hay. Thay vì chúng tôi dạy bài cardiovascular system là bệnh lý tim mạch, ngày xưa đến tôi cũng dạy hăng hái lắm, tôi nhồi nhét cho sinh viên những điều mà chúng tôi quên mất rằng tại sao không nhắc lại cho sinh viên biết cái giải phẫu của nó để làm gì, cái giải phẫu này nó dẫn tới cái bệnh gì nó sẽ dẫn tới hậu quả gì, tức là một cái nhìn rộng hơn, thậm chí có thể đưa cả cái khái niệm về vấn đề phòng ngừa
hoặc là phòng ngừa tiên phát khi nó chưa có gì cả, nó mới chỉ có huyết áp cao, nó mới chỉ có thừa cân béo phì, mới chỉ có rối loạn mỡ trong máu, người ta đã chữa rồi. Sau đó quả thật những chuyện phát hiện rất sớm, khám sức khỏe vân vân, rồi sau đó chúng ta phải phát hiện rất sớm khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng, chúng ta phải chữa rất hiệu quả để đừng nó gây biến chứng. Khi có biến chứng rồi thì chúng ta lại phải chữa cho cái biến chứng đó, và chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải hướng dẫn người bệnh để tiếp tục trở lại cuộc sống bằng cách điều chỉnh hết tất cả những chuyện khác. Nó là cả một quá trình, chứ không phải ai giỏi là cái người mà hay chủ quan, là những người mà cứ nghĩ rằng mình làm được tất cả, nhưng mà nếu nhìn chung vô đó thì người ta không thấy rằng rất là có nhiều có trách nhiệm. Và cái chương trình nó gọi là mô đun hóa đó, hay là chương trình nó gọi là integrated system based curriculum, integrated tức là nó tích hợp lại, system based là cả cái hệ thống đó, curriculum là chương trình. Và cái ở khoa y là bây giờ hiện tại gần như là duy nhất rồi đó, gần như duy nhất đã bắt đầu cái này gần 10 năm và đã có những kết quả rất tốt. Kết quả tốt đó là gì? Chúng tôi đã tạo tạo ra rất nhiều các lứa của các anh chị tốt, không thua gì cả. Và rất nhiều các em đó sang năm thứ 6, ra năm thứ 6 đi thi cao học hoặc nội trú, đỗ rất cao, nằm trong top 10 rất là nhiều, và đỗ cao học với các cái khác. Chuyện thứ hai nữa, nó tốt là gì? Được các bệnh viện họ nhận một cách rất là dễ dàng. Và chỉ có một câu, họ nói rằng học trò của thầy, một là thực tập tại chỗ bọn em, mấy ông giám đốc hoặc mấy ông gọi là các trưởng khoa đã thực tập chúng em, thấy chúng nó rất chăm chỉ, rất chịu khó, và hình như nó biết cũng nhiều lắm. Biết nhiều đây là tức có nghĩa là đáng lý là chương trình đó tới cao học hoặc chuyên khoa cấp 1 với dạy, và các em đó biết. Đó chính là một phần nào thể hiện được cái chương trình của chúng ta. Và chương trình đó, cái xu hướng đó trên thế giới bắt đầu chuyển rất nhiều, từ Mỹ cho đến Úc, cho đến châu Âu, châu Úc và chúng ta. Chúng ta thì nhờ một cái cơ may với liên hệ với Úc và với Áo, cái trường đại học y khoa Hoàng gia Áo, thì chúng tôi khi bắt đầu làm cái chương trình này ở tại Đại học Quốc gia, chúng tôi áp dụng luôn và tới bây giờ thấy rất đúng. Các anh chị biết nhờ cái chương trình Work Bank để hỗ trợ về vấn đề giảng dạy trong các trường đại học y khoa, rất nhiều trường đang đi theo hướng này, và có một trường rất gần liên quan tới tôi, đó là trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã được sự hỗ trợ của tiền bạc của Work Bank và sự hỗ trợ của Harvard Medical School, họ đã làm. Và khi làm thì nó rất khó là họ phải cuốn chiếu cái chương trình, tại vì chương trình này nó chạy theo chương trình cũ. Và việc cái điều quan trọng là tất cả đều là rất mới, rất tốt, mặc dù các thầy cô đều rất giỏi, nhưng mà khi chuyển sang dạy mới kiểu này cần phải thay đổi. Vì vậy cho nên là xin các em hiểu cho nhá, phải hiểu trong cái học cái chương trình này phải rất cố gắng, chịu khó học và đúng theo cái hướng nói với các em là lấy student centered, tức là lấy sinh viên làm trọng tâm. Nhưng khi lấy sinh viên làm trọng tâm, chúng tôi phải nhớ các em, nhắc nhở các em là các em có vai trò rất quan trọng. Các em phải nghe, các em chỉ phải hiểu được cái chương trình này, và các em chỉ phải tự học rất nhiều, self-learning. Các em chỉ nghe vậy thôi, các thầy đưa cái hướng vậy thôi, các em phải đọc thêm đi và bù lắp lại những cái nhá. Các anh chị thấy chuyện này chuyện kia chi tiết, có thể là các bạn nào học ở trường đại học y dược y Thành phố Hồ Chí Minh nói không ăn thua gì, tất cả những chi tiết đó không là cái gì hết, nhưng mà cái tất cả cái nhìn về bệnh lý, cái thấy được toàn cảnh, toàn cảnh, tức là chúng ta không có nhảy vô trong cái đống hỗn độn của các kiến thức, mà chúng ta đứng hơi xa xa, chúng ta nhìn cái sự việc đó một cách rộng hơn, nó bắt đầu như thế nào. Trong cái đống những người khác ta đồn lộn xộn đó, có, chúng ta cũng vẫn phải học, nhưng mà nó còn có những cái chuyện sau khi ra khỏi cái đống đó, chúng ta còn làm cái gì nhá. Đó chính là chương trình được gọi là tích hợp của các cơ quan. Các anh chị sẽ có những mô đun đó rất là mới, rất là đặc biệt, và cho tới bây giờ dần dần sẽ được hoàn thiện. Cái mô đun đó có mô đun tim mạch, có mô đun hô hấp, có mô đun về tiêu hóa, có một số mô đun, thì những cái này hết sức tốt và đã được chỉnh dần dần. Các anh chị cùng với lại chúng tôi để cho chúng ta làm chuyện này nhé, trong cái giai đoạn mà sắp tới đây. Thì tới cái giai đoạn mô đun này thì xin nói các anh chị phải đọc đi, để chúng tôi chỉ gợi cho các anh chị thôi, chứ còn về mà bây giờ thì tất cả trong email, tài liệu hoặc là các hình ảnh đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Các tài liệu đầy đủ, các hình vẽ rất là đẹp, và các anh chị muốn bấm vô cái gì cũng có hết. Các anh chị hãy thông cảm, các thầy không thể đi vô chi tiết được, các thầy chỉ gợi ý cho các em thôi. Khi nào các em chỉ thấy các thầy có nói tới chỗ đó, nhưng mà em muốn kỹ thêm nữa các chi tiết, các anh chị vô trong trong hệ thống điện đó,
email, e-learning. Các anh chị có thể bấm chỗ chỗ này chỗ kia nhé. Rất nhiều chúng ta có thể coi thêm. Khi coi thêm và các anh chị thấy rằng hình như có vẻ gì các thầy nói không rõ, thì các anh chị có thể nói với ban phụ trách lớp chuyển cho chúng tôi, và trong những bài tới chúng tôi có thể kết hợp cô để giúp các anh chị. Được chưa? Đó. Thế thì riêng cái module gọi là cardiovascular này thì mà tôi phụ trách thì có một số bài, nhưng mà sẽ có một số buổi chúng tôi cũng nói với các anh chị trước khi chúng ta move on. Chúng ta có bệnh tim mạch thì nói rộng lắm, có thể nói tim mạch là một trong những cái chuyên khoa phát triển rất mạnh trên thế giới, mà phát triển rất mạnh, có cả bề dày, và gần đây cũng có rất nhiều những tiến bộ. Những tiến bộ đó là tiến độ hiểu biết về sinh lý bệnh, đặc biệt là vấn đề sơ vữa động mạch. Thứ hai nữa là những tiến bộ về mặt điều trị với các thuốc men điều trị, thì càng ngày nó càng đi vô trong cơ sở, cơ chế, phân tử, tế bào. Và cuối cùng là những biện pháp để người ta can thiệp vô để điều trị. Nong văn hay lá ngày xưa phải mổ ra rất là tội các em đó, nhưng bây giờ các anh chị biết người ta thọc ống vô, ta thọc các cái ống vô qua các động mạch, các tĩnh mạch, sau đó bằng những cái ống đó người ta sẽ nong bơm bóng lên nong van, người ta sửa chữa van, người ta đặt lại các cái dù bít, các lỗ thông lại, vân vân. Rất là hay, rất là đẹp, và nó đã giảm bớt đi theo cái xu hướng của y khoa là less invasive. Less invasive có nghĩa là không xâm lấn lắm. Đứa bé đó có thể xuất viện sau một thời gian rất ngắn vì nó không có quyền mở bụng, không có khả năng nhiễm trùng, vân vân các thứ. Thì đấy là những các cái tiến bộ đứng về mặt tim mạch. Như vậy nó có những tiến bộ hiểu biết đứng về mặt cơ chế bệnh nha, cơ chế bệnh, bệnh sinh, như cái bài thấp tim tôi sẽ nói các anh chị, những vấn đề liên quan tới vấn đề sơ vữa động mạch, những vấn đề liên quan tới tất cả. Sau đó những tiến bộ về điều trị, chẩn đoán thì có rất nhiều các tiến bộ, trong đó có vai trò của siêu âm tim, một trong những cái cornerstone, chúng ta gọi là các hòn đá tảng để thay đổi cái khả năng chẩn đoán cũng như biết, và sau đó đi vào những người của CT scan và cái MRI, tất cả các thứ đều cả từ những cái hình chụp đứng sang real time, tức là trợ tình mà nó động, và như vậy chả khác gì chúng ta đã có những cái thước phim hết sức là rõ ràng về hoạt động, kể cả những bộ phận đập như trái tim chẳng hạn, thì rất là tốt. Sau đó thì là các cái phương pháp can thiệp trong tim, thì có phẫu thuật, có nong động mạch vành, có nối, có đặt các máy tạo nhịp, vân vân. Các anh chị sẽ biết thêm tất cả các điều trị. Trong chương trình thì chúng tôi, các anh chị sẽ có một số bài thì chúng tôi sẽ nói với các anh chị, xin lỗi là nó không đúng, ví dụ các anh chị đề theo đây nó là vấn đề rối loạn mỡ vân vân, nhưng mà tôi muốn sắp xếp các anh chị cho phép tôi theo cái thời gian của chính tôi được phân công nhé. Chúng ta sẽ học là các bệnh lý tim mạch, nó sẽ gồm có ba cái nhóm tim mạch chính. Một nhóm tim mạch thứ nhất nó liên quan tới vấn đề congenital, tức là sanh ra đã có rồi, rất là tim, tức là chúng ta vẫn nghe tới tim bẩm sinh, congenital heart disease, thông liên thất, thông liên nhĩ, tứ chứng pha lô, vân vân, hoặc là tim một buồng, hai buồng, vách vân vân. Tất cả những cái đó sanh ra rồi. Nó có những đặc thù của nó là vì nó phát hiện khi đứa bé nhỏ, và đấy là bệnh nhi, việc can thiệp cũng như chẩn đoán nó rất phức tạp. Việc can thiệp cũng phức tạp, nó là bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tim bẩm sinh thì có lẽ chúng tôi sẽ nói ít tới vì dành cho một phần nào trong các module của bên nhi khoa. Loại bệnh thứ hai, mà cái đó cũng vẫn còn nhiều, nhất là các cái nước mà còn đang phát triển. Và bệnh thứ hai đó là cái bệnh tim chúng ta nói tới là cái bệnh tim do một cái bệnh lý rất là đặc biệt, nhiễm trùng ở họng, sau đó thì nó đi vô trong tự miễn, thay vì những cái kháng thể nó chống lại cái con vi trùng vào họng thì nó lại chống lại chính những tổ chức bản thân cơ thể của mình. Khi nó chống lại tổ chức cơ thể, nó gây ra cái hiện tượng viêm nhiễm, và những viêm nhiễm ở khớp thì nó gây ra sưng đau khớp rắc rối lắm, con nít dày cũng có, nó sinh ra các tổn thương trên não, đồng thời nó sinh ra các tổn thương ở tim. Trong các tổn thương ở tim thì màng ngoài tim cũng bị, cơ tim cũng bị, nhưng mà quan trọng nhất nó là bệnh van tim, tức là cái lớp trong cùng. Bệnh van tim nó bị rồi, nó không qua đi, nhưng mà cái nguy hiểm của nó là nó để lại cái di chứng là các van tim bị dày lên, bị dính lại, tạo ra là hẹp và hở các van tim. Và đấy là một cái điều kiện, trên cơ sở đó em bé đó khi bắt đầu phát triển, trưởng thành, lớn lên với các van tim bị hẹp và hở, nó không đảm bảo chức năng nữa, nó sẽ có những cái biểu hiện rất là phiền, giảm đi khả năng sinh hoạt, và dần dần hậu quả cuối cùng của nó là suy tim. Mà đã suy tim thì các anh chị biết đó chính là cái màn cuối cùng của cả một cái thảm kịch, vì điều trị rất khó, rất phiền, rất tốn kém, và hậu quả của nó không có nhiều. Vì vậy cho nên đấy là bệnh thấp tim.
và các bệnh lý van tim do thấp, ta gọi là post rheumatic valvular disease. À, đấy là phần thứ hai của tim. Cái này rất cần nói là vì nó vẫn còn ở những xứ đang phát triển hoặc là còn chậm phát triển. Việt Nam của chúng ta đang chưa là nước phát triển. Anh chị đừng có nghĩ quá. Vẫn còn có những chuyện cực kỳ rất là sơ đẳng. Đó chính là thấp tim vẫn có, hẹp van tim điển hình cũng vẫn có. Tất cả các đó vẫn đe dọa các em nhỏ và một số các bệnh nhân lớn tuổi 18, 19, 21 không được điều trị hoặc là không được phẫu thuật. Đấy là mảng thứ hai. Mảng thứ ba nó trở thành càng ngày càng quan trọng ở các nước phát triển. À, đó là do vấn đề liên quan tới các bệnh chuyển hóa, và chúng ta nằm trong cái nhóm bệnh được gọi là các bệnh không lây, non-communicable disease, cùng với đái tháo tiểu đường do rối loạn chuyển hóa, thì chúng ta có cái bệnh được gọi là bệnh rối loạn về xơ vữa động mạch. Cái xơ vữa động mạch đó, nó xơ vữa động mạch, và khi nó xơ vữa động mạch nó sẽ gây ra những biểu hiện là ảnh hưởng tới mạch máu, chủ yếu là hệ động mạch. Động mạch bị xơ vữa và các mảng xơ vữa nó bị lấp các lòng mạch, nó gây ra rất nhiều. Ở trên não thì gây ra các tổn thương trên não, ở trong mạch chi thì nó gây ra hẹp các mạch máu chi, ở trong thận thì nó gây ra hẹp mạch thận, làm giảm cái dưới chức năng thận, và đối với tim thì nó hẹp cái động mạch vành, tức là cái động mạch nuôi tim, nó tạo ra cả một cái bệnh gọi là coronary heart disease, bệnh lý liên quan tới mạch vành. Thì đây là một cái nhóm bệnh hết sức quan trọng, là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu trên thế giới. Và đối với các nước phát triển, trong đó Việt Nam của chúng ta đang có sự chuyển dần từ các bệnh van tim hậu thấp sang tới các cái bệnh tim giống như là do xơ vữa động mạch. Như vậy là đối với toàn bộ chương trình của tim thì nó có bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi nói ít hơn. Bệnh tim hậu thấp liên quan tới bệnh van tim chúng tôi có đề cập tới các anh chị vì chúng ta không thể không biết được cái này. Và sau đó thì một số bệnh lý về liên quan tới xơ vữa động mạch, chủ yếu là bệnh mạch vành. Nó sẽ có tất cả các cái bệnh lý van tim như vậy. Còn một số chuyện nhỏ, ví dụ như bệnh của màng ngoài tim, hoặc là có một cái bệnh lý liên quan tới rối loạn nhịp, chúng tôi sẽ đề cập với mức độ vừa phải để các anh chị dần dần những cái này sẽ khó. Vâng, thì xin cho phép được bọn tôi để chủ động cái đó nhá. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao khoảng 10 phút, chúng ta sẽ bắt đầu cái phần đầu. Cái phần vừa rồi của tôi là chúng tôi lấy một phần để nói, đáng nhẽ chúng ta sẽ nói trong phần đầu của cái module tim mạch, tức là phần mở đầu module tim mạch. Nhưng hôm nay chúng tôi tranh thủ chúng tôi lấy cái phần giờ giảng của tôi thì nói cho các anh chị phần mở đầu của module tim mạch là như vậy. Chúng ta hãy nghỉ 10 phút uống nước và chúng tôi sẽ bắt đầu với cái bài đầu tiên là bài thấp tim.
Đó. Rồi 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 rồi. Ok, rồi rồi. Rồi 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 rồi, có ngay, tôi nghe, tôi sẽ chuyển ngay. Chuyển qua cái này luôn nhé. Rồi. Rồi. Alo, chị nghe không ạ? Alo. Dạ nghe rồi thầy. À, bây giờ bắt đầu nha, các bạn vô đi. Vâng. Như chúng tôi vừa nói vừa rồi, trong ba cái nhóm category quan trọng về bệnh tim mạch là bệnh tim bẩm sinh, thấp tim và các bệnh van tim hậu thấp và các bệnh lý liên quan tới xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành và các bệnh khác. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các anh chị cái bài gọi là bài thấp tim và các bệnh lý van tim hậu thấp. Thấp tim, đấy là tiếng Việt chúng ta dịch được từ chữ rheumatic fever. Cái chữ này dịch cho nó sát nghĩa nhiều hơn là từ qua từ. Rheumatic fever, anh em gọi là sốt thấp, nhưng mà như vậy sốt thấp thì chả có ai hiểu hết. Vậy cho nên là đấy chính là mà đúng nghĩa là rheumatic fever. Chúng ta dịch là thấp tim. Vâng. Đây là một cái bệnh lý rất là đặc biệt. Trong đó thì những cái tổn thương tim phải nhắc lại một chút xíu chúng ta. Ở tim thì chúng ta có các bạn đã biết rồi thì nó có ba thành phần. Thành phần thứ nhất là đó là màng ngoài tim để bảo vệ tim thì chúng ta cũng có. Sau phần thứ hai là cơ tim, đây là cái phần myocardium.
và sau đó thì chúng ta có các cái van tim, chính là cái nếp gấp của các lớp trong cùng của tim, và trong đó có cái van hai lá ở đây là rất quan trọng giữa nhĩ trái và thất trái, có van giữa nhĩ phải và thất phải, chúng ta có van ba lá, và sau đó thì chúng ta có van động mạch chủ và van động mạch phổi. Đây là van động mạch chủ và động mạch phổi. Đó, đây là các tổn thương của, đây là các cái cấu tạo của các van. Van hai lá nó bị nhiều nhất trong cái bệnh thấp tim này. Nó là các hai lá lớn, lá nhỏ, nó có các cái lá van, nó có các dây chằng và có hai cột cơ. Chúng ta sẽ nói tới cái này sau. Đây là van ba lá, nó có ba lá tất cả. Và đây là các cái van động mạch chủ và động mạch phổi, nhìn từ đáy tim tới. Các van này nó có hình giống như hình tổ chim như thế này. Và khi nó tổn thương thì nó bị dày lên rất là nhiều. Chúng ta thấy đây là các cái tổn thương của các cái van động mạch chủ. Nó thấy. Dạ thầy ơi. Dạ thầy mở slide to lên được không thầy? Tại em không thấy nó nhỏ. Slide to. Tôi không biết để slide to là ra đây. Ý là em đang chỉ thấy cái cửa sổ chỗ PowerPoint của thầy thôi thầy, chứ thầy chưa có trình chiếu to ra. Vâng, xin lỗi nha. Máy của tôi là lớn rồi đấy em. Không thấy là to chưa? Thấy đâu? Dạ, vẫn vậy thầy ơi. Thầy phải cho coi lại cái chỗ. Thầy ơi thầy. Ở phía dưới thầy, ở phía dưới bên góc bên tay phải có chỗ mà phóng tác thu nhỏ, có bốn cái nút nhỏ nhỏ thôi. Bấm cái nút ngoài cùng bên trái thầy. Nó sẽ trở lại. Ngoài cùng bên trái. Dạ, bên trái. Bên trái. Dạ. Đây. Dạ rồi. Lớn hay nhỏ? Dạ lớn rồi thầy. Lớn chưa? Lớn rồi hả? Thầy mở kéo lên tầm 100% đó thầy, bên cái nút kéo bên phải ngoài cùng thầy. Có cái cộng á, thầy kéo đến 100% là được. Kéo lên hả? Ở đây. Ta cái này nào trên cùng rồi. Dạ, ý là ở dưới thầy, ở dưới luôn thầy, ở dưới bên góc phải có cái chỗ trừ cộng á thầy, bao nhiêu phần trăm á. Cái bọc cho nó lớn lên đúng không? Dạ, kéo lên tầm 100 thầy. 100 thôi thầy. 100 nha. Dạ. Chưa? Dạ được rồi. Được chưa dạ, em? Được rồi hả? Dạ được rồi. Dạ được rồi. Rồi. Này nó lại cái hình thức được rồi, thì tôi sẽ chỉnh. Đó, có van tim. Các anh chị nhìn thấy những cái hình van tim đây chỉ là những cái hình cho thấy rằng là tổn thương của van, tức là cái lớp trong cùng đó nó rất nhiều, van hai lá, ba lá. Đây là hình của van ba lá đó. Một vài điều về dịch tễ học, epidemiology. Đây là một cái bệnh còn rất là thông thường, nhưng mà ở những nước phát triển thì nó đã giải quyết xong. Nó còn thấp lắm, nó chỉ còn những năm 80 cho tới bây giờ thì gần như giảm hết. Trước kia nó là 50 trường hợp cho 100.000 dân mỗi một năm. Bây giờ thì các anh chị thấy nó chỉ còn 0,5 tới 2 cho 100 trường hợp mỗi năm. Và ở những nước phát triển như thế này đó, gần như là có những cái nước rất là ít, không thành vấn đề nữa trong bệnh lý tim mạch. Ví dụ Mỹ chẳng hạn, ở châu Âu, hoặc một số nước như Úc chẳng hạn thì ít lắm. Nếu có thì nó chỉ là những bệnh nhân, nếu có những bệnh nhân mà di dân tới, mới di dân tới hoặc có di dân tới còn bị thôi. Còn bản thân nó thì nó đã giảm rất nhiều và trở thành một bệnh. Chúng tôi đã có gặp những cái giáo sư ở bên Đức hoặc là bên Mỹ, họ cũng lớn tuổi rồi, cũng 60 tuổi rồi. Họ nói rằng trong cả cuộc đời làm tôi chưa bao giờ được chứng kiến một trường hợp viêm tim mà do thấp tim cả. Như vậy tức là nó rất là hiếm. Cái sự hiếm đó tôi xin nói với các anh chị là không phải là vì nó hiếm đâu. Ngày xưa nó cũng bị y như chúng ta vậy, cái tỷ lệ rất lớn. Nhưng mà với cái việc mà nó nhanh chóng tìm hiểu được bệnh lý, đặc biệt là cái nguyên nhân gây ra bệnh, sự khởi đầu của nó chính là tình trạng nhiễm trùng ở họng đó. Và người ta đánh vô đúng cái chỗ đó là phát hiện rất sớm tuổi y tế học đường, phát hiện rất sớm, chẩn đoán rất sớm, điều trị chặn ngay tất cả các cái bệnh này
cho nên tất cả những bệnh này hậu quả của nó gần như không còn nữa và tỷ lệ của nó rất ít. Như vậy thì đây là một trong những cái bệnh lý, nếu chúng ta nắm được nguyên nhân, chúng ta giải quyết được cả cái khâu bệnh, chúng ta có thể giảm đi nó rất nhiều. Tuy nhiên ở những nước phát triển giống như chúng ta, giống như ở Việt Nam chẳng hạn, đang phát triển đó, thì các anh chị thấy rằng là cái tỷ lệ này còn rất là nhiều. Trước kia vào những năm 40 nó hàng trăm trong 100.000 dân, tức là rất là lớn. Và những năm 70 nó cũng vẫn còn ở đây. Iran, Sri Lanka chủ yếu tập trung với những nước đang phát triển của chúng ta. Ở Việt Nam của chúng ta thì một vài con số để cho chúng ta thấy rằng miền Bắc ấy, thống kê mà gọi là thống kê thật chính xác theo cái kiểu gọi là dịch tễ học thì ở Việt Nam của chúng ta không có đâu. Bởi vì làm rất khó và nó đòi hỏi rất là tốn kém. Do đó cho nên chỉ có vài con số để các anh chị thấy rằng mới mắc ở trẻ em mà từ 6 tới 15 tuổi thì khoảng độ 0,3 tới 9,24%. Ở bệnh viện Nhi Đồng ở miền Nam đó thì trong những năm 84 tới 94, cái tỷ lệ bệnh thấp tim cấp và van tim hậu thấp trên 10.000 trẻ em đang điều trị tại bệnh viện nội trú là 16%, tức là cũng rất là khá. Theo thống kê chính thức của Bộ Y tế năm 1991, trong những năm 80 thì tỷ lệ là 3,2 cho tới 9,3% trẻ em tuổi học đường, trong đó 65%, tức là gần 2/3 trẻ em mọi lứa tuổi nhập viện vì thấp tim và bệnh van tim hậu thấp là 2/3, là nó liên quan tới cái bệnh này. Và cái tỷ lệ tử vong chung là 6,7%. Như vậy các anh chị thấy có những cái bệnh lý mà ở nước ngoài người ta gần như không còn nữa, 0,5% cho 100.000 dân, thì ở chúng ta nó vẫn còn là một vấn đề. Các anh chị thấy đây, cái tỷ lệ vẫn là 3,9%. Do đó cho nên chúng tôi thấy rằng nó vừa là một cái bệnh vẫn còn là cái chuyện chúng ta cần phải cảnh giác, và nó là chính nguyên nhân dẫn tới những cái viêm các van tim, các bệnh van tim hậu thấp còn là đáng kể, cho nên là chúng tôi thấy rất là cần đưa lên cho các em ở đây. Đây là một cái slide cực kỳ quan trọng. Thế bệnh này nó là cái gì? Mà thầy lại nói nó là bệnh thấp tim, rồi sau đó bệnh van tim hậu thấp nó là cái gì và tại sao nó lại quan trọng như vậy? Thì chính cái sơ đồ về sinh lý bệnh này rất là quan trọng để nói các anh chị. Người ta tìm ra, và những cái tìm ra này quả đó thật rất là ngoạn mục. Người ta thấy rằng là có một cái tình trạng nhiễm trùng, và cái con vi trùng được phân lập của đó chính là nó group A của một cái loại Staphylococcus liên cầu khuẩn pyogenes, tức là sinh mổ đó, tan huyết nhóm B, beta hemolytic Staphylococcus pyogenes và group A. Cái loại vi khuẩn này cũng rất là thường, nó gây ra viêm họng ở con nít, ở những trẻ em 3, 4 tuổi, 5, 7 tuổi, rất là thường. Những cái viêm họng này không, nó không phải giống như những viêm họng thông thường, các em chỉ ho sốt vân vân mấy ngày vân vân. Thì ở một số em và một số em bé thì những cái viêm họng này á, sau cái viêm họng này nó lại qua một cơ chế đó là cơ chế tự miễn autoimmune, và có một cái sự tác động qua lại cross reaction, tức là những cái kháng thể của cơ thể tạo ra để nó giết cái con vi khuẩn này, để nó đối phó con vi khuẩn này, thì nó lại có ái lực và nó có một cái sự trùng hợp, và không ấy thay vì nó giết mấy con vi khuẩn này thì nó lại gây ra các phản ứng viêm tự miễn chống lại chính những cái phần của cơ thể này mình. Vì vậy cho nên là nó sẽ gây ra tình trạng viêm, nó có những cái đặc thù đó gây ra gây ra một cái phản ứng kháng nguyên kháng thể, và thằng kháng nguyên kháng thể này thay vì cái kháng nguyên đó là con vi khuẩn beta hemolytic Staphylococcus pyogenes thì nó lại là các glycoprotein của van tim, của màng khớp, của tổ chức ở trên não. Như vậy một cái cross reaction giữa cái polysaccharide là nhóm A của con vi khuẩn này với những cái tổ chức của tim này, và cái kháng thể đó nó tự chống lại như này và những phản ứng viêm này, chính nó tạo ra hiện tượng viêm tim và những đợt cấp của các cái viêm tim này. Và sau những đợt cấp của viêm tim đó, có những cái viêm đó nhẹ thôi, nó qua đi không để lại di chứng gì cả. Thường ở khớp là em bé nó đau thôi, rồi sau đó sưng nóng đỏ đau mấy ngày, có thể nó không đi lại được, nhưng sau đó thì tự nó hết trong vòng khoảng độ 10 ngày hay là cùng lắm là 2 tuần lễ thì đứa bé lại trở lại bình thường, khớp hoàn toàn bình thường, không dày, không dính khớp, không gì cả. Và đấy là chuyện qua đi. Nhưng mà một số em bé thì cái hiện tượng đó nó lại là kèm theo với những di chứng, và cái đặc điểm di chứng nhất ấy, của các cái biểu hiện mà của tất cả các phản ứng gọi là cross reaction này hay còn là tự miễn này, thì nó di chứng, và trong tim thì nó gây ra viêm tim, gây ra carditis, viêm khớp polyarthritis là viêm khớp, chorea tức là tình trạng mú vờn, và ở
do tổn thương ở não và những cái nốt ở ngoài da, các nodule và thậm chí các cái ban vòng erythema. Tất cả các biểu hiện lâm sàng của thấp tim này đều rất là nhẹ nhẹ, trong nhiều tình huống không sao. Những cái quan trọng nhất nó chính là viêm tim. Và nếu viêm tim nặng mà nếu chúng ta chữa không tốt thì bệnh nhân có thể suy tim và có thể rối loạn nhịp và cũng có thể gây ra tử vong. Như đấy là cái tử vong. Nhưng mà còn cái phiền hơn nữa của nó là cái di chứng của nó. Những cái đợt này nó sẽ qua đi, nó sẽ ngồi lại đi. Nhưng mà những di chứng của tình trạng viêm và đặc biệt đối với màng tim thì lại không có quan trọng không nhiều. Đối với cơ tim thì ít thôi. Nhưng quan trọng nhất là đối với van tim. Và những cái tổn thương van tim kéo dài ra thì nó gây ra dính các cái van tim, nó gây ra dày các van tim, nó gây ra quặn các mép van tim, co nhỏ các cái dây chằng và gây ra các tổn thương van tim. Chính những tổn thương này sau đó sẽ âm thầm, có thể nó không tiến triển thêm, nhưng âm thầm sẽ gây ra những rối loạn về huyết động học. Vì vai trò của van tim tức là ảnh hưởng cho tới dòng chảy và cái khối lượng của dòng đấy và gây ra cản trở phía trước hoặc phía sau tùy theo cái van tim đó là van tim nào. Và đó chính là lý do của một cái hậu quả của các cái viêm tim với các di chứng van tim. Thì người ta gọi là các post-traumatic valvular heart disease, các bệnh van tim hậu thấp, tức là nó là hậu quả của cái chuyện này. Chuyện này quan trọng lắm, các anh chị đừng hiểu loạn quạng. Mai mốt kia có thể là không còn nhiều dịp để chúng ta biết cái này. Và đây là một cái phát hiện cực kỳ quan trọng, bởi vì nó đã giải quyết được hẳn một cái bệnh, làm cho các nước phát triển bệnh này không còn nữa, người ta chỉ còn có thể là chỉ có ở trong dạy học thôi và biết được thôi. Thì chúng ta sang cái hình này thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta trở ngược lại bằng hình vẽ do cái tác giả của Frank Netter, một người viết ý kiến rất hay trong vấn đề các hình vẽ, là như vậy khởi đầu nó chính là cái viêm họng ở vùng họng. Viêm họng này do cái con Staphylococcus hemolytic đó, nhóm B đây, hemolytic Staphylococcus. Nếu chúng ta quét họng lên thì chúng ta thấy như vậy. Nó khởi đầu, cái khởi đầu này thì nó rất là thường. Đây là cái chuyện mà viêm họng ngạt sổ mũi đau họng của con nít là rất là thường. Nhưng mà những cái kháng thể do cơ thể tiết ra một cách rất bình thường của cơ thể thì đáng lý ra nó lại chống lại con vi khuẩn này. Thì bây giờ nó lại có một cơ chế cross reaction, phản ứng chéo, phản ứng qua lại. Thay vì nó diệt vi khuẩn với các cái polysaccharide của vi khuẩn thì nó lại tác động tới những cái màng. Dĩ nhiên có những màng này có những cấu tạo kháng nguyên hơi giống với lại màng cấu tạo của vi khuẩn. Nó gây ra màng tim, gây ra arthritis, tức là viêm màng ngoài tim. Nó ảnh hưởng tới tim, thì hoặc là pericarditis, tức là gây ra màng ngoài tim, myocarditis, viêm cơ tim, và valvulitis hay là endocarditis, tức là viêm cái lớp màng trong của tim, tức là viêm van tim. Nó có thể gây ra những phản ứng ngoài da, skill, để tạo ra các nodule hoặc là các cái erythema, tức là các cái ban vòng, và có thể nó tạo dựng một số bộ phận chất trắng nữa, trong nervous system ở trên đối với lại não, để tạo ra cái cảnh gọi là mú vờn chorea. Đó, thì như vậy trên cái hình này các anh chị thấy một cái nhiễm khuẩn cũng rất thường gặp ở con nít, nhưng trường hợp này nó lại gặp ở một số em này nó lại có hiện tượng gọi là phản ứng chéo với lại một số các cái bộ phận, những cái màng của trong các bộ phận của cơ thể, khớp, tim, ngoài da và não, và nguy hiểm nhất là nó gây ra cái chuyện ở trên tim. Và như vậy thì một tác giả rất là nổi tiếng là ông Froman, giáo sư Froman, đã mô tả cả cái bệnh này, nó giống như rheumatic fever này, giống một bi kịch có bốn màn. Anh chị nhớ như một bi kịch có bốn màn. Màn thứ nhất chính đó là viêm họng, chính là cái ở viêm họng do ly cầu khuẩn. Đúng chưa? Viêm họng này, sau đó màn thứ hai là nó có những đợt biểu hiện bệnh toàn thân kiểu miễn dịch dị ứng, nãy chúng ta nói là cross reaction. Nó thành từng đợt một, mới đợt đó người ta thấy là tự nhiên đứa bé sau khi viêm họng xong nóng suốt vài ngày thì tự nhiên đứa bé này nóng ra, rồi các khớp nó sưng lên, rồi ngoài da nổi một vài mần, vân vân, làm đứa bé đó có thể đi học không được, hoặc là cháu nó đau, vân vân. Thì sau đó khoảng độ một tuần 10 ngày thì nó cũng đỡ, người ta cũng chữa cái kiểu chữa viêm họng cho uống chủ sinh này nọ thứ, nó cũng đỡ. Nhưng có những em rất nhiều lần bị, một năm có thể bị 1-2 lần, vân vân, cứ viêm họng xong lại có đau khớp, người ta coi là bệnh khớp của con nít. Nhưng mà trong đó có thể có những em có bệnh nặng hơn, bắt buộc phải đi bệnh viện. Đó. Và đi bệnh viện xong thì về nhà cũng nói rằng không sao cả, thôi nó qua rồi. Nhưng mà có những em thì cái tình trạng viêm đó nó bắt đầu ngấm ngầm, nó ngấm ngầm, ngậm nhấm và gây ra các di chứng của các bệnh tim. Và người ta gọi là các bệnh di chứng của bệnh van tim hậu thấp, hồi nãy nói các anh chị.
là post-rheumatic, tức là gọi là hậu thấp đó, van Willer, tức là liên quan tới van tim, heart disease, bệnh van tim hậu thấp, rheumatic, post-rheumatic and van Willer heart disease. Như vậy bản thân chính cái này nó không gây ra hẹp hai lá, mà nó thông qua tình trạng viêm của van, và hậu quả của tình trạng van đó là cái di chứng. Và cái di chứng này đã ảnh hưởng tới huyết động học, và cuối cùng của nó là suy tim diễn tiến. Ông Forman hỏi gọi cái này là bi kịch, và vì khi suy tim đã diễn tiến rồi, cái thời trước cách đây vào những năm 40 mấy, 50 mấy, thập niên 50 mấy đó ở trên thế giới, là các em đó cũng bị nhiều và chết rất nhiều sau này vì suy tim. Vì lúc đó những tiến bộ của chuyện giải quyết bệnh này cũng như những tiến bộ điều trị suy tim hồi đó chưa có nhiều, và cuối cùng là tử vong. Như vậy thì ông gọi là bi kịch bốn màn: màn viêm họng, một phản ứng toàn thân bởi những đợt thấp tim tiến triển, sau đó thì ngấm ngầm là di chứng của bệnh van tim hậu thấp, có thể được phát hiện, cũng có thể là gì kém quá, cái y tế kém quá, không biết nó là cái gì cả, và bệnh đó từ từ cứ diễn biến, em nó bắt đầu khi bắt đầu nó vận động nhiều vân vân, thì bắt đầu nó có khó thở, bắt đầu nó có triệu chứng này triệu chứng kia, tim đập nhanh vân vân, thì ta mới phát hiện ra nó bị hẹp van tim hoặc hở van tim, hở động mạch chủ, và cuối cùng thì dần dần đứa bé đó dần dần càng ngày càng kém đi, khó thở, không vận động được, em phát triển và người nhỏ bé giống như là không có lớn được, đèo đẹp, và người ta gọi là nanis and mitralis, tức là gọi là những trường hợp đèo đẹp, nanis tức là nhi hóa do bệnh van tim, và lấy đương nhiên trong diễn tiến nhất là của suy tim thì tử vong là màn cuối cùng của cái bi kịch này. Anh chị nhớ chuyện này nhé, chuyện này chúng ta cũng có thể ít gặp mà nhớ là có đó, vẫn còn ở Việt Nam, vẫn còn, và chúng ta vẫn đôi khi nếu bỏ sót thì rất là đáng tiếc, vì những bệnh này chữa rất là tốt. Và thế giới sở dĩ người ta giữ chữa được bệnh này đó, chữa được bệnh này rồi đó, thế giới chữa được đó, là nhờ gì? Người ta hiểu được rất rõ con này là con nào. Rồi khi có miễn dịch kiểu toàn thân, xét nghiệm bằng cái gì phát hiện được? Chặn ngay tất cả các bệnh toàn thân kiểu miễn dịch dị ứng. Đứa bé chỉ bị một lần hoặc hai lần, và một lần hai lần này đã được chặn rồi, cho nên tổn thương của tuyến tim gần như không có, đặc biệt ở bệnh van tim. Khi đã không có rồi thì suy tim diễn biến không có và không có kết cục tử vong. Và chính vì vậy cho nên là những cái viêm họng được giải quyết rất tốt. Những cái viêm họng nào mà lại có những bệnh biểu hiện toàn thân cross reaction với lại cái con vi khuẩn này thì được điều trị và được theo dõi rất là tốt, và được điều trị dứt điểm luôn. Nó không còn có gây ra những di chứng nữa, và bệnh này đã không còn nữa. Gần như là không còn đợi để chúng ta chú ý. Chúng ta thì phải chú ý đó nhá. Anh chị hãy chú ý tới khi đến đứa bé nó đau khớp, phải được chẩn đoán ngay xem có phải loại này không, phải được chẩn đoán quyết tâm viêm họng. Và những bé đứa nào đã bị rồi thì những bé đó cần phải được theo dõi rất kỹ những lần khác nữa. Và thế giới đã còn thêm một động tác nữa chúng ta nói luôn với các anh chị ở đây là như vậy, viêm họng thì làm sao phòng? Phòng chả nhẽ nó viêm họng mới bị, mà viêm họng mới bị thì phòng muộn rồi. Cho nên ở trên thế giới người ta đã với cái cả một cái quá trình này, người ta mới nghĩ ra một cách dạy trên đứa bé nào đã bị một lần hai lần và có nguy cơ có thể bị cái chuyện những bệnh tự miễn như thế này, thì đứa bé đó sẽ được phòng ngừa lên cầu khuẩn bằng cách là dùng penicillin dùng luôn lâu dài trong cái giai đoạn này. Lâu dài là sao? Cứ mỗi tháng chích một mũi penicillin chậm, và như vậy là tỷ lệ viêm họng hoặc những tái phát của bệnh này gần như không có nữa nhé. Hoặc là nếu không chích được, cho nên những loại băng statin penicillin chích mỗi một tháng chích một mũi đã cứu sống rất nhiều những em, mà nếu không có làm cái này thì là nó sẽ bị di chứng van tim hậu thấp, và đã nhìn hậu quả của nó là của bi kịch bốn màn. Đấy là ở Việt Nam của chúng ta cũng có chuyện ở đó, chúng ta cũng có chương trình phòng ngừa bệnh thấp tim bởi cái chích này. Nhưng mà theo tôi nói không chủ quan, không nói có tính chất chính trị gì cả, những chương trình này vẫn bị lỏng và vẫn chúng ta vẫn bỏ sót. Vẫn có những em bé tứ nhi đồng vì những đợt viêm tim như hồi nãy chúng ta thấy, 16% tất cả nguyên nhân mà liên quan tới các khoa tim mạch là liên quan tới thấp tim và các liên quan tới các bệnh van tim hậu thấp, 16%. Cái thế giới ta giải quyết được, người ta không biết được, là không bao giờ thấy cả vì nó hiếm quá, thì chúng ta vẫn để và chúng ta vẫn cả lơ. Khi đi học thì chả chú ý gì cả, khi đến lúc ra trường rồi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt chúng ta, hoặc là không chú ý hoặc quên bài, chúng ta đã bỏ sót để em đó bị mấy lần, những lần sau đó cuối cùng để hẹn lên hai lá bị hẹp rồi, tới lúc nó suy tim nó đến khó thở rồi, mà đến đây chúng ta nhìn một mặt bệnh nhân và người nhà nói tới bây giờ mà cũng đi khám như thế này muộn rồi, tôi làm gì được. Xin lỗi các anh chị, trong cả quá trình này
các anh chị, tất cả những người nào chúng ta trong ngành y đều có lỗi hết đó. Em nhỏ đây đâu có biết gì. À, và dĩ nhiên cái việc mà chúng ta chống chọi để chống tử vong không phải là chúng ta đều làm được một cách tốt. Anh chị hãy suy nghĩ vô. Chúng tôi rất muốn chuyện này là vì chúng tôi là những người nhân chứng cho cả cái quá trình này và cả cái sự giải quyết được của ở châu Âu, ở châu Mỹ và ở chúng ta. Cái này còn có vấn đề nên chúng ta chú ý cho. Rồi, di chứng của các bệnh van tim là nó sẽ hẹp lên, nó dày lên. Và khi nó dày lên, nó hẹp cái lỗ này, các anh chị thấy cái lỗ này bình thường tới là 4-6 cm². Bây giờ nó mở ra không hết. Và khi nó mở ra không hết thì cái máu không thể từ nhĩ trái đi xuống trong thất trái được. Không xuống được. Không xuống được thì nó sẽ ảnh hưởng cho nhĩ trái thì ứ máu. Giãn lớn ra, rất là bất thường. Và nhĩ trái giãn lớn ứ máu thì cục máu ở trong này sẽ hình thành. Chúng ta biết rằng máu ở trong hệ thống bao gồm tim và toàn bộ các mạch máu luôn luôn phải được chảy một cách suôn sẻ, rất là đầy đủ thì nó sẽ không bao giờ đông máu ở trong. Một cái nhĩ trái giãn rất lớn và rất lớn, và đồng thời là máu là chạy luẩn quẩn ở trong này do tình trạng hẹp của lỗ van đây, thì nó sẽ hình thành những cục máu đông. Những cục máu đông đó có hình thành ở trong tim, đặc biệt ở trong chỗ tiểu nhĩ trái. Cục máu đông này nó sẽ cản trở thêm nữa, và cục máu đông này bất cứ lúc nào nó cũng có thể vỡ ra trong cái nhịp co bóp của tim. Và khi nó vỡ ra đó, rất có khả năng nó sẽ gây ra tình trạng gọi là lấp cái lỗ van này. Thì các anh chị lỗ van hai lá ở đây mà lấp thì chắc chắn là các anh chị cũng tưởng tượng rồi, tôi khỏi phải nói. Vậy thì sẽ gục xuống ngay lập tức vì nó không có máu xuống thất trái, tức không máu lên não. Nếu nó gục xuống cái nó bong ra thì bệnh nhân có thể sẽ tỉnh dậy. Và như vậy người ta cho rằng cái này tại ma làm cái em bé này lâu lâu lại ngất như vậy, không biết là cái gì cả. Và đi tới các anh chị lớp này lúc đó đã là bác sĩ, khi nghe thì chẳng thấy gì cả, cũng không phát hiện được cái tình trạng có cục máu đông trong này, không nghe được triệu chứng, kỹ năng rất kém, không biết được có hẹp hay lá, thì bảo nó không có gì cả, cái này chắc là nó thế này thế kia vân vân, và để về nhà. Và tới một ngày nào đó em nào đó cái cục máu đông này nó xuống, em đã gục xuống nhưng cục máu đông này không có bong ra và lỗ van hay lá này bị lấp hoàn toàn, và những em đó sẽ tử vong. Lúc đó thì các anh chị nói rằng đã bảo thế này thế kia mà không đỡ, mà thực sự xem lại là bỏ sót của y tế, của chính chúng ta nha. Các anh chị trưởng quan, tôi nói vậy là với cái trách nhiệm hoàn toàn và là người từng nhân chứng. Chúng ta tiếp tục nhé. Rồi như hồi nãy chúng ta thấy đó, tức là cái thấp tim này nó là cơ chế bình sinh, nó là một cơ bệnh tự miễn. Như vậy nó có tất cả là 4 giai đoạn: giai đoạn viêm họng, giai đoạn phá hủy phản ứng chéo giữa kháng nguyên kháng thể, giai đoạn nhận chế và xử lý kháng nguyên, như chúng ta nói xử lý kháng nguyên ấy, tức là phản ứng kháng nguyên kháng thể, và cuối cùng là miễn dịch, dịch thể và miễn dịch tế bào. Vậy thôi, tất cả cái này chúng ta đã hiểu rồi. Tóm lại là một nguyên nhân hoàn toàn là vi khuẩn, liên cầu khuẩn gây ra thấp tim, rồi phản ứng chéo giữa kháng nguyên kháng thể. Thế nhưng không phải bất cứ em nào bị cái này cũng bị. Sau đó thì cái sự quá nhiều giai đoạn nhận diện xử trí, và sau đó miễn dịch, dịch thể và tế bào. Ta bỏ tất cả những cái này đi. Cái hình này cũng rất là hay để cho thấy rằng là nó có một cái sự lạ, có một cái sự rất là lạ, là cái cấu trúc của con liên cầu khuẩn đó, liên cầu khuẩn này. Nó có một cái cấu trúc rất là lạ, là nó có những cái phần của nó lại có những cấu trúc tương tự như là một số các cái mô của cơ thể của chúng ta. Ngoài tế bào chất ra thì chúng ta thấy màng nguyên sinh chất, cái màng của nguyên sinh chất này, nó có sarcolemma, nó rất giống với lại cái sarcolemma của cơ tim, của cơ trơn thành mạch, của nhân đuôi, của nhân dưới đồi, của màng đáy cầu thận. Các anh chị thấy cái nó rất rất giống cái màng nguyên sinh chất. Và như vậy khi cái kháng thể tiết ra để nó chống lại cái vi khuẩn này, nó chống lại màng nguyên sinh chất của vi khuẩn này, thì có một số em cái lại chống lại tất cả những cái phần này của cơ tim, nó chống lại sarcolemma cơ tim, nó chống lại cơ trơn thành mạch, nó gây ra viêm mạch máu, nó chống lại nhân đuôi, nó gây ra viêm cái nhân đuôi ở trên não, nhân dưới đồi, hai cái này bị tổn thương nó gây ra cái chorea triệu chứng, và nó ảnh hưởng đang cái màng đáy cầu thận. Tình trạng viêm màng đáy cầu thận giữa kháng nguyên của cơ thể và chính cái phần màng đáy cầu thận của mình nó sẽ gây ra các tổn thương ở thận, protein niệu và thậm chí cũng có thể nặng. Thế còn những cái khác, những cái lớp mycoprotein của nhóm carbohydrate thì nó rất giống với mô của van tim, nó giống với cái glycoprotein của mô van tim. Cái van tim là cái lớp nội tâm mạc giống hệt như vậy. Và như vậy khi nó kháng lại cái nhóm carbohydrate này thì nó kháng lại mô van tim, cái phản ứng kháng nguyên kháng thể để nó diệt vi khuẩn thì nó lại diệt luôn và gây ra viêm cái mô van tim. Đó, cái thành của tế bào của cơ tim và lớp vỏ này thì nó như là troponin, các anh chị biết,
màng scleroma hoặc khớp hoặc mô não thì rất giống với thành tế bào của tim, và cuối cùng là lớp vỏ và với lại cái acid hyaluronic thì rất giống với lại cái sụn khớp và khớp. Đó chính là lý do tại sao mà cơ thể của chúng ta thực sự là phản ứng kháng nguyên kháng thể, là cái phản ứng bảo vệ. Nhưng khi bảo vệ đó, nó bảo vệ, nó lại gây để tấn công chính những cái kháng nguyên của vi khuẩn, thì nó chính các cái kháng nguyên của cơ thể. Cho nên nó gọi là tự miễn dịch. Và những phản ứng tự miễn này gây ra những phản ứng viêm. Những phản ứng viêm này chỉ có thể gây ra những triệu chứng nhẹ thôi, nhưng đôi khi nó gây ra một số các triệu chứng nặng hơn. Đặc biệt ngại nhất là mô van tim, nó gây ra hậu quả của tình trạng dính, dày của tim. Khớp thì ở mô cơ tim ít hậu quả hơn, cái quan trọng nhất là mô cơ tim. Đó. Thì đây chúng ta thấy rằng một cái hình để cho anh chị có thể coi thêm. Như vậy là toàn bộ tất cả ở đây là cái ngược lại là mô cơ quan với các cái đặc tính về di chuyển của nó, nó gây ra các phản ứng miễn dịch. Phản ứng miễn dịch này lại gây ra ảnh hưởng tổn thương các cơ quan ở tim, ở não phân. Đó, cũng có đây. Vâng. Thế thì đấy là một bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn này đã ảnh hưởng tới ở bên châu Âu rất là cao. Và như vậy thì người ta đã liệt kê được triệu chứng gì. Và khi người ta tìm thấy những triệu chứng được rồi, thì người ta cho xếp lại là những triệu chứng chính và những triệu chứng phụ. Những triệu chứng chính có nghĩa là những triệu chứng rất có giá trị và có giá trị cho chẩn đoán. Nó một là viêm tim, carditis, viêm đa khớp, polycarditis, múa giật, Chorea syndrome, ban vòng đỏ, tức là cái erythema, và thứ hai là các cái nodule ở dưới da, được gọi là các cái nodule mene. Đây là những triệu chứng chính gần như là rất quan trọng và rất đặc hiệu với bệnh. Yeah. Mà viêm tim thì các anh chị nhớ nói là viêm tim có nghĩa là viêm màng ngoài tim, viêm cơ tim và viêm van tim. Còn viêm đa khớp thì tất cả khớp, đặc biệt là các khớp nhỏ, đặc biệt là các khớp lớn như là khớp cổ chân, thường nhất là khớp đầu gối, đôi khi kể cả khớp vai, khớp cổ tay và khớp cánh tay. Múi giật là một triệu chứng hết sức đặc biệt của cô lê, tức là đứa bé đó sẽ có triệu chứng rất là lạ, tự nhiên nó sốt, xong đó nó ngồi, tay chân của nó không yên, cứ giật tay giật chân, nó giống như là nó giỡn ấy. Cho nên là rất dễ làm cho người ta nghĩ đây là ma làm, hoặc là có cái gì nhập vân vân các thứ. Nhưng thực sự nó là những động tác nhanh, vô nghĩa, không có một cái mục đích gì cả, và rất là đặc biệt. Những đứa trẻ 7, 8, 9, 10, 10 tuổi, người ta cho là những yếu tố gì đó, người ta có cúng các thứ rất là nhiều. Ban vòng đỏ thì ở trên đó, những nốt vòng chút xuống ta coi, và những nốt mene, nốt mene. Đấy là tiêu chuẩn chính. Sau đó thì y khoa thế giới đã kiếm ra được 5 tiêu chuẩn phụ, như vậy 5 chính, 5 phụ. Triệu chứng phụ là thể nào cũng có sốt, fever, có đau khớp, arthralgia, tức là có sưng, ở đây như vậy là sưng nóng, có đau. Có tiền canh thấp tim và bệnh van tim màu thấp trở thành triệu chứng phụ rất quan trọng. Nếu em bé đã biết được có tiền canh, có những lần như vậy đã được chẩn đoán tại bệnh viện và đã biết được là có hẹp và hở hoặc van hay lá rồi, thì đó là triệu chứng phụ gần như rất là giúp cho chẩn đoán. Và có tốc độ máu lắng, xét nghiệm thì có tốc độ máu lắng cao, có tốc độ máu lắng tăng, và có protein C phản ứng, tốc độ máu lắng cao C phản ứng. Và thêm nữa, có xét nghiệm điện tâm đồ thì chúng ta thấy có PEA kéo dài trên điện tâm đồ. Đây là một triệu chứng rất là quan trọng. Các anh chị nhớ cái PEA là chứng tỏ dẫn truyền nhĩ thất, và khi dẫn truyền nhĩ thất bị kéo dài, chứng tỏ rằng cái cơ tim nó bị tổn thương, trong đó nó có ảnh hưởng cho cái đường dẫn truyền, nó làm dẫn truyền nhĩ thất bị kéo dài ra. Đó, đấy là tiêu chuẩn phụ. Chẩn đoán sẽ xác định, đây có một thêm nữa, đây là một cái sự bổ sung rất là hay, là có những bằng chứng đã có chứng tỏ rằng bệnh nhân này có nhiễm liên cầu khuẩn trước đó, ví dụ như ASO, tức là cái biomarker tăng từ 330 ở trẻ em hoặc là 250 người lớn. Ký dịch ngoại học thì người ta thấy dương tính với liên cầu khuẩn tan huyết beta nhóm A, và có một cái những tình trạng được chẩn đoán là một cái scarlet fever, dịch cho tiếng Việt là tinh xuất tinh hồng nhiệt mới bị. Nếu có những bằng chứng của những nhiễm liên cầu khuẩn rất đặc hiệu này thì lúc đó này lại càng làm cho cái chẩn đoán sẽ rõ hơn. Thế người ta mới ra tiêu chuẩn chẩn đoán là cái gì? Nếu tiêu chuẩn chẩn đoán là đây là một vài hình ảnh các anh chị thấy, đây là những nốt ban vòng trên cơ thể. Những ban vòng ở cơ thể, ban nó hình vòng, nó ở trong thì có vẻ bình thường, ở ngoài đó là những cái gờ nổi lên, đây là những nốt, những cái nốt ở dưới da mene, đấy nó nổi phồng lên và thường thường nó liên quan tới sự ở xung quanh các khớp, ở xung quanh khớp, đây là dấu hiệu của tình trạng viêm khớp, viêm khớp, sưng nóng đỏ đau,
khớp cổ chân, khớp gối, xương nông được không? Cái đặc điểm của khớp này là nó cũng tự hạn chế, self limit. Một thời gian sau thì nó hết thân các đau và rất ít khi để lại di chứng. Đấy là một cái điểm đặc biệt. Còn dấu hiệu đây người ta vẽ đó, Frank Netter vẽ đây, ông vẽ đây tức là cái em bé này có dấu hiệu của tình trạng chorea, Sydenham, chúng ta gọi là múi giật. Thì các cái động tác nó, bảo em vẽ một vòng tròn đi, thì em bé đó khi em vẽ đó em không có kiểm soát được, em vẽ thành những đường dực tròn tròn như thế này. Đây là cái dấu hiệu của cái Sydenham chorea, chúng ta gọi là múi giật Sydenham. Còn nếu không thì là những động tác em bé đó nó ngồi không yên, tay chân nó cứ dục nó ngồi. Nhiều khi nó thấy lạ quá nó phải lấy cái chân của nó đè cái tay nó lại, nhưng mà nó vẫn dịch ra rất là điển hình. Nếu chúng ta nhìn thấy colosina một lần thôi thì nhớ suốt đời. Vâng, thì đấy là những triệu chứng. Những triệu chứng này nó kèm theo với các cái biểu hiện khác nữa. Đây là viêm màng ngoài tim. Màng ngoài tim các anh chị thấy đáng nhẽ nó rất trơn láng, nó chỉ là một cái để bảo vệ tim so với tổ chức xung quanh, và nó bảo vệ cho cái trái tim đập ở chỗ này suốt cuộc đời chúng ta, nó không bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng vào cái tổ chức xung quanh. Thì nó trở nên dày lên, nó trở nên dày lên sần sùi. Đó cho nên khi chúng ta nghe có thể phát hiện những tiếng cọ màng tim, và chúng ta sẽ phát hiện được những tràn dịch màng tim nếu biểu hiện màng tim. Còn lại thì chúng ta thấy rằng là các van tim thì bị viêm dày giống như hình chúng ta nói hồi nãy. Như vậy thì cái chẩn đoán mà đây là cái đóng góp rất là nhiều của tác giả gọi là Duquette Jones. Ông này ông làm tới gần 10 năm liên quan nghiên cứu tới về thấp tim, và cuối cùng cũng ra được cái bảng Duquette Jones. Hồi nãy có 5 tiêu chuẩn chính và 5 tiêu chuẩn phụ đó, gồm một số các bằng chứng của liên quan tới nhiễm liên cầu khuẩn. Thì cái chẩn đoán gần như xác định khi nào chúng ta có hai tiêu chuẩn chính hoặc chúng ta có một tiêu chuẩn chính và hai tiêu chuẩn phụ. Cái này thì rất dễ, nếu nhìn lại cái hồi nãy, hai tiêu chuẩn chính, ví dụ các anh chị phát hiện thấy bệnh nhân có viêm khớp là một, thứ hai viêm tim, chỉ cần một tiêu chuẩn phụ nữa là những tiêu chuẩn máu lắng cao hoặc là các tình trạng PA dài, như vậy là đủ để cho chúng ta có thể chẩn đoán xác định. Hoặc nếu một tiêu chuẩn chính thì chúng ta có ví dụ như viêm khớp thôi, tim nghe không có gì cả, nhưng mà bằng chứng vừa nhiễm liều cầu khuẩn, ví dụ như tất cả các chuyện đó, một tiêu chuẩn chính nhé, và hai tiêu chuẩn phụ, ví dụ như là sưng nóng đỏ đau các khớp, hoặc là bệnh nhân có tiền căn cũ đã có rồi, hoặc là bệnh nhân có cái dấu hiệu của tình trạng những cái tình trạng khác của phụ đó, bệnh phụ xét nghiệm hoặc là bằng chứng của nhiễm liều cầu khuẩn, vừa bị sốt tinh hồng nhiệt vân vân, thì chẩn đoán coi như xác định. Còn lại sau này thì Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, American Heart Association với lại WHO có đưa ra là trong những trường hợp nếu mà bệnh nhân có những cái múa giật Sydenham đơn thuần thôi cũng gần như là rất là giá trị. Viêm tim mà khởi phát chậm và âm ỉ cũng là cái một cái thể bệnh rất là quan trọng, không cần bằng chứng của những nhiễm cầu khuẩn, và có nhiều đợt thấp tim tái phát, một triệu chính là hoặc là sốt hoặc bằng chứng nhiễm cầu khuẩn, người ta cũng phải nghĩ thêm tới bệnh này. Đây là những chuyện mà khi các anh chị đi lâm sàng, chúng ta thảo luận chẩn đoán thì chúng ta dựa vào tiêu chuẩn Duquette-Jones nhé. Rồi các cái biểu hiện khác nữa là gì? Là về viêm thì trong các xét nghiệm chúng ta có C-reactive protein, CCRP đó, C-reactive protein rất cao, tăng rất nhanh trong thời gian rất là sớm, trong vòng khoảng 7 ngày đầu tiên. Sau đó thì chúng ta thấy có máu lắng, tốc độ máu lắng, tức là tốc độ máu lắng để tăng nhanh, lắng máu tăng dần lên. Và sau đó thì là những một số các xét nghiệm chúng ta có. Thì xét nghiệm thường nhất các anh chị làm đó là làm máu lắng, tức là tốc độ máu lắng. Và đồng thời người ta có làm CRP, tức là C-reactive protein, protein C phản ứng. Và tăng rất là nhanh trong giai đoạn này. Rồi, một vài điểm về mặt điều trị để chúng ta kết thúc chuyện này. Thì chế độ nghỉ ngơi và ăn dưỡng thì đương nhiên rồi. Em bé đã nghỉ tại vì nó viêm khớp, viêm tim. Và nếu em nào có viêm tim thì lúc đó cần nghỉ ngơi tại giường. Tim to nữa thì phải điều trị tại bệnh viện. Tuyệt đối vật chúng ta không kể tới. Và vì cơ chế tự miễn này thì chúng tôi cũng xin nói với các anh chị. Nếu bé đó nếu mà chỉ viêm họng thôi thì chúng ta chỉ cần chữa cho viêm họng bằng các thuốc trụ sinh. Có tác dụng nhạy cảm với Staphylococcus. Nếu cơ chế tự miễn đã xảy ra rồi, với các biểu hiện lâm sàng, viêm tim, chúng ta phải điều trị ngoài viêm họng nếu mà nó còn liên quan tới đợt viêm họng bằng kháng sinh. Sau đó thì chúng ta phải điều trị bởi các thuốc kháng viêm, trong đó có aspirin này, tức là salicylate, aspirin đó. Và đồng thời cần thì chúng ta phải dùng tới các thuốc kháng viêm corticoid therapy, tức là bằng thuốc corticoid.
để làm giảm bớt cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Thì đấy là cái điều trị. Còn khi mà nó đã gọi là bệnh nhiều rồi thì các anh chị biết rằng chúng ta chả làm gì được cả. Trong cả quá trình này, khi viêm tim nó đã bị về hẹp van tim rồi, lúc đó nó là thành phần của cái chuyện điều trị các bệnh van tim thì nó là nghĩa khác. Nhưng mà để điều trị này, và thế giới đã thành công trong vấn đề khống chế ngay cái nhiều cái viêm khớp, viêm họng ngay giai đoạn đầu và điều trị rất tốt, khám khám sàng lọc sức khỏe của các em ở tại học đường hàng năm, năm nào cũng có khám, và tất cả những em nào mà đã có có những phản ứng kháng nguyên kháng thể thì lập tức được làm cái xét nghiệm miễn dịch. Và nếu em đã có bệnh van tim bẩm thấp, em đó lại được đặc biệt là chú ý để phát hiện và điều trị các tình trạng viêm họng càng mạnh hơn nữa. Và nó chỉ cần hơi sốt một chút xíu thôi, lập tức nó phải được theo dõi ngay, làm tất cả các phản ứng tự miễn, xem nó có phải là đợt tự phát, đợt tái phát của thấp tim hay không. Và khi người ta chặn hết tất cả chuyện này, thì di chứng của van tim, đặc biệt van tim, nó sẽ gần như không còn nữa, và em đó sẽ thoát. Cái bệnh này là bệnh tự miễn, và nó chỉ xảy ra phần lớn ở tuổi trẻ. Tuổi trẻ, những cái tuổi từ khoảng từ tuổi đi học đó, từ khoảng 4-5 tuổi cho tới khoảng mười mấy tuổi. Khi lớn lên, những đợt tái phát nó sẽ ít đi. Do đó cho nên là tới 18 tuổi thì người ta thấy rằng cái việc phòng ngừa này không cần thiết nữa. Và nếu mà tới 25 tuổi thì gần như là bệnh này không còn nữa. Vì vậy cho nên là phòng ngừa tới đâu thì người ta có xu hướng, nếu đã có bệnh van tim ta phòng ngừa suốt đời. Nếu mà không có bệnh van tim mà còn tốt thì người ta phòng ngừa tới khoảng 25 tuổi là người ta thấy khỏi phải uống thuốc và chích thuốc penicillin nữa. Thuốc để chích thì cái thắng lợi của thế giới là hiểu ra được trong cơ chế sinh bệnh này, sự khởi đầu của nó là nhiễm lưu cầu khuẩn. Do đó người ta sẽ chích thuốc bởi penicillin, băng gia tim penicillin. Một lần duy nhất, 1,2 triệu đơn vị. Mỗi một lần duy nhất, hoặc là một lần duy nhất mỗi tháng đấy, mỗi một tháng. Và hoặc là người ta uống penicillin V nếu mà người đó chích không được, hoặc là erythromycin. Nhưng mà bây giờ các biện pháp của phòng băng gia tim penicillin rất hữu hiệu. Và trong chương trình quốc gia của chúng ta đã có cái thứ thuốc này để cho các em rất là tốt và được đảm bảo. Chỉ có cái là chúng ta có phát hiện được hay không thôi. Vâng, thì tất cả những chuyện đó chúng ta cùng điều trị nhé. Điều trị thì chúng ta điều trị bằng penicillin trong nhiễm trùng ban đầu. Sau đó nếu có viêm khớp nhẹ thôi thì chúng ta chỉ cần những thuốc kháng viêm rất là thông thường như aspirin từ 75 tới 100mg chúng ta có thể dùng. Sau đó khoảng 10-14 ngày khi nó đỡ rồi thì chúng ta giảm liều. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân có viêm tim, cái mà chúng ta rất ngại là hậu quả của nó sẽ là viêm van tim đó, thì người ta phải dùng thêm các corticoid therapy với cái liều là khoảng prednisolone khoảng 2mg cân nặng, tức là corticoid phối hợp với aspirin. Cho đến khi corticoid thì chúng ta ngưng giảm liều thì aspirin sẽ được sử dụng lâu dài sau, tức là thuốc kháng viêm. Vâng. Chúng ta phương pháp là tiêm phát, như vậy là đầu tiên bằng đây. Đối với những người bao bì thấp, đây là một cái thông điệp về vấn đề phòng ngừa. Nếu có viêm tim thì chúng ta phải phòng rất cẩn thận và gần như là khám liên tục, khống chế tất cả các đợt tái phát của bệnh nhân. Và bệnh nhân 5 năm sau đợt thấp cuối cùng hoặc đến 18 tuổi thì chúng ta mới yên tâm là cái việc phòng ngừa của chúng ta hơi có hiệu quả và chúng ta mới có thể ngừng cái chuyện phòng ngừa. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã có hẹp van tim, hở van tim này đó thì người ta khuyên là chúng ta nên phòng ngừa tới 25 tuổi. Khi đó là cái bệnh lý này ở những tuổi này gần như không còn nữa, thì lúc đó chúng ta mới ngừng việc phòng ngừa. Còn nếu mà đã có bệnh van tim hậu thận và theo những quan điểm gần như là hơi quá khích chút xíu, là người ta nói đã có bệnh van tim thì thôi phòng ngừa suốt đời đi cho nó ăn chắc. Thì nếu có những cái đợt sau 25 tuổi bị, nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi thì 5 năm sau đợt thấp cuối cùng, nếu bệnh nhân là bệnh nhân lớn, tại vì chúng tôi là những bệnh nhân cũng đã 20 mấy, 10 mấy tuổi rồi, thì chỉ cần sau 5 năm chúng ta điều trị tốt, hoàn toàn không có đợt thấp nào cả, thì chúng ta có thể ngưng không tiếp tục. Còn lại những người khác thì chúng ta cứ làm điều trị tới lúc 25 tuổi. Đấy là những cái điều chúng tôi muốn nói với các anh chị nhé. Như vậy là cái bài vừa rồi nó nói là một cái bệnh. Bệnh này đang là một cái ác mộng đối với tất cả các bệnh nhi cũng như các bệnh nhân trẻ tuổi, và một bệnh lý van tim mắc phải rất là quan trọng ở tại các nước ở trên thế giới. Nhưng sau này thì gần như trong những thời gian sau này khoảng độ 3-40 nay thì các nước phát triển đã giải quyết xong bệnh này. Giải quyết đó là bằng cách giải quyết chặn ngay cái chuỗi đầu của cả một cái thảm cái tấm thảm kịch này, là chúng ta điều trị, phát hiện và điều trị rất sớm
cái màn nhiễm liên cầu khuẩn đầu tiên ở rạn độc. Sau đó thì chúng ta phát hiện và theo dõi những em nào đã có dấu hiệu của tình trạng có phản ứng tự miễn, được điều trị rất là tốt và nếu cần thì dùng các thuốc kháng viêm kể cả corticoid. Còn lại tất cả những chuyện sau là chúng ta làm cái hậu quả của nó rất là phiền, và cái hậu quả đó chúng tôi sẽ nói với các anh chị trong cái bài sau, đó là bài bệnh van tim hậu thấp. Cái bệnh van tim hậu thấp có nghĩa rằng chúng ta đã bỏ sót mất cái cơ hội để cho chúng ta người bệnh là hoàn toàn bình thường. Và ở đây nói là nếu các anh chị chữa tốt, một em có thể bị viêm khớp một hai lần, phát hiện tốt, phòng ngừa rất là tốt và tiếp tục theo dõi rất kỹ, trên 25 tuổi hoặc về sau này em đó gần như hoàn toàn bình thường, và cái tiền căn cũng như cái chuyện mà viêm tim của bệnh nhân chỉ còn lại kỷ niệm thôi, không còn một cái gì cả ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Thì đó là cái bài về thấp tim. Nhớ nha, nó vẫn còn rất quan trọng. Đâu đó đó anh chị đó, trong Tết này đi về nhà xem thử xem trong bà con trong xóm của mình cái gì nào nó trẻ mà nó liên quan tới chuyện này chúng ta phải làm. Đặc biệt là cái việc khám cũng như là phát hiện bệnh ở học đường rất là kém hoặc là bỏ sót, chúng ta hãy giúp các em đó đi khám bệnh đó. Nếu cần thì sẽ làm thử xem có các bệnh van tim không, thì chúng ta cũng còn có thể cứu vớt được các em. Còn nếu mà viêm họng rất nhiều lần, chúng ta phải có các động tác, nếu cần thì chúng ta phòng ngừa hết cả mùa nào viêm nhiệt vân vân cho các em uống thuốc. Vâng, chúng ta nghỉ giải lao lối trường được khoảng 10 phút, chúng tôi sẽ sang cái bài bệnh van tim hậu thấp, tập trung chủ yếu là hẹp van hai lá. Vâng, xin cảm ơn các anh chị.